Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 50. Không gian phạm vi mấy trăm trượng sụp xuống, một lỗ đen không gian xuất hiện trên không trung cổ vực thành, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ta muốn giết người, người có thể ngăn cản. Mạc lão khẽ cười một tiếng, cong ngón búng ra một cái, một tấm mộ bia dài ba trường xuất hiện, mộ bia bành trướng trên không trung, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tấm mộ bia lớn ngàn trượng. La đạo nheo mắt, bởi vì đỉnh Hán đế quốc lúc trước và vô số cường giả thánh địa đã chết dưới tầm mộ bia này. Hắn không dám nhìn lão giả áo lam chết ở chỗ này, thân hình La đạo lóe lên, hắn ngăn cản khối mộ bia, sắp tiếp xúc với mộ bia, hai tay La đạo đẩy mạnh lên phía trên. Trong nháy mắt, trường ấn đánh thẳng vào mộ bia. Oanh! Phía chân trời, vô số tiếng nổ lớn như trời sập vang lên. A! À, đúng lúc này, trong tràng đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu thảm thiết, La đạo kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước ngực lão giả áo lam đã cắm một cây trượng đen kịt. Không! Lão giả áo lam phát ra tiếng kêu thê lương, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân thể lão giả nổ tung, thần hồn câu diệt. Mạc lão nhìn La đạo, thản nhiên nói, ta muốn giết ai, người ngăn cản không được. Cường giả trên huyền giả đại lục, trong chiến đấu lần này đã tổn thất rất nhiều, nếu ngày sau huyền giả nghịch loại ra tay, huyền giả đại lục chúng ta nhất định bị hủy diệt, chắc hẳn không phải việc các hạ muốn nhìn thấy đúng không? La đạo trầm giọng nói. Mạc lão lắc đầu, nói. Ngươi bây giờ muốn giảng hòa, đáng tiếc, muộn rồi, vào thời khắc các ngươi muốn đối phó, tất cả người tham chiến hôm nay đều phải chết. Chẳng lẽ các hạ muốn liều lưỡng bại câu thương với ta? La đạo lạnh lùng nói. Mạc lão cười nói. Ta không muốn như thế, ngươi giàu gì cũng là bán thánh, nếu liều chết đánh một trận đúng là phiền toái. Đã như thế, ngươi có thể mang theo ngươi đỉnh Hán đế quốc rời đi. Nghe Mạc lão nói, Long Hoàng và các thần thú gia tộc khác hoảng hốt, nếu như La đạo vừa đi, không có người kiềm chế người thủ mộ, chẳng phải bốn thần thú gia tộc bọn họ là cừu non chờ làm thịt hay sao? Năm tên cường giả hoàng giả cảnh của thánh địa âm trầm, tuy bọn họ đều là hoàng giả cảnh cửu phẩm, nhưng nếu không có người nào kiềm chế bán thánh, bọn họ không thể tạo thành uy hiếp với bán thánh. Sắc mặt La đạo âm trầm, nói. Chẳng lẽ các hạ cho rằng ta ngốc sao? Nếu hắn mang theo người đỉnh Hán đế quốc đi, như vậy bốn thần thú gia tộc và cường giả thánh địa còn tại sẽ bị tàn sát hầu như không còn, bọn họ chờ bị người thủ mộ thu thập, sau đó kế tiếp chính là đỉnh Hán đế quốc. Đã như thế, tất cả các ngươi lưu lại đi. Đột nhiên Mạc lão đột phung tay, mộ bia cực lớn lại xuất hiện trên không trung cổ vực thành, mộ bia như ngọn núi lớn đè xuống đám người La đạo. Thấy thế, sắc mặt La đạo biến thành dữ tợn, hắn hung dữ nói. Ta kiềm chế hắn, bốn thần tộc và mấy vị thánh địa đối phó Tử Điêu nhất tộc, La Thiên, mang theo năm vị hoàng giả cảnh đỉnh Hán đế quốc chúng ta giết Dương Diệp và đổ sát cổ vực thành, không lưu một ai. Nói xong, thân hình La đạo khẽ động, hắn đi tới trước người Mạc lão, sau đó tay phải vẽ lên cánh tay của mình một đạo máu tươi bắn ra, hai tay La đạo đột nhiên kết ấn, nói. Cấm! Khi giọng nói của La đạo vang lên, máu tươi của La Tuấn nổ tung hóa thành vô số chỉ máu, sau đó lập tức tạo thành phương trận bao phủ hắn và Mạc lão vào bên trong. Dùng tinh huyết chính mình làm môi giới, đổi lấy việc vây khốn ta một phút, La đạo, người có thể thực cam lòng. Sắc mặt Mạc lão ngưng trọng, tổn thất tinh huyết tương đương tổn thất một phần thực lực bản thân, hắn không nghĩ tới, La đạo có thật quyết tuyệt như thế. Nếu ngươi muốn cá chết lưới rách, vậy thì cá chết lưới rách triệt để đi. Thân thể La đạo khẽ động, hắn lao nhanh về phía Mạc lão. Tại nơi này, thần thú và cường giả thánh địa vây quanh đám người yêu hoàng, bốn đại thần thú hợp lực, không gian điều nhất tộc không thể ngăn cản, cũng may trong cổ vực thành còn có thủy hoàng và thú hoàng. Còn có cường giả hoàng giả cảnh đỉnh Hán đế quốc và huyền thú đế quốc bay ra ngăn cản bốn thần thú. La Thiên của đỉnh Hán đế quốc và năm tên cường giả hoàng giả cảnh vừa xuất hiện đã bị Hiểu Thiên Cơ và Bạch Long, còn có nữ tử sát thủ áo đen An Gia và người bị Dương Diệp triệu hoán trở lại Kiền Khôn Đồ đi ra ngăn cản. Bốn gã cường giả hoàng giả cảnh, trừ Hiểu Thiên Cơ và nữ tử áo đen là hoàng giả cảnh ngũ phẩm trở lên, hai người khác chỉ là hoàng giả cảnh nhất phẩm. Đừng nói ngăn cản năm tên cao thủ hoàng giả cảnh ngũ phẩm của đỉnh Hán đế quốc, bọn họ cũng không thể ngăn cản nổi một mình La Thiên. Nhìn thấy La Thiên mang theo năm tên cường giả hoàng giả cảnh lao tới, sắc mặt người trên cổ vực thành như cho tàn, kể cả Đinh Thược Dược cũng sợ hãi,
trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ mưu kế gì cũng vô dụng. Hôm nay, phàm là người trong cổ vực thành đều phải chết. Giọng nói của La Thiên vang vọng như sấm, trong cổ vực thành, tất cả mọi người sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt. Trước mặt hoàng giả cảnh cửu phâm, bọn họ muốn tự bạo cũng không được. Ninh Thược Dược cũng sợ hãi, thời điểm thánh địa cùng với đỉnh Hán đế quốc cá chết lưới rách không giảng bất cứ quy củ gì, như vậy, Nam Vực sẽ gặp tình cảnh đáng sợ, không có bất kỳ phần thắng nào. Bởi vì số lượng cường giả hoàng giả cảnh của thánh địa và bốn thần thú tộc cùng đỉnh Hán đế quốc vượt xa Nam Vực. Sắc mặt đám người Hiểu Thiên Cơ cũng ngưng trọng, số lượng hoàng giả cảnh bên bọn họ không chiếm ưu thế, không chỉ số lượng không có ưu thế, chất lượng cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì chỉ bằng vào một mình La Thiên đã đủ làm bọn họ đau đầu, huống chi còn có 5 tên hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Nhưng tất cả mọi người không thể trốn, cũng không có hàng, không phải ngốc, mà là không có ý nghĩa. Bởi vì lúc này chạy trốn hay đầu hàng cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Phía chân trời, sắc mặt La Thiên khó nhìn tới cực điểm, sát ý trong mắt hắn như hóa thành thực chất, bởi vì kế hoạch đồ thánh lần này đã làm cho đỉnh Hán đế quốc chết 4 cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm và 25 cường giả hoàng giả cảnh, 4 hoàng giả cảnh cửu phẩm tăng thêm 20 cường giả hoàng giả cảnh ngũ phẩm, tổn thất như vậy đã ảnh hưởng tới căn cơ của đỉnh Hán đế quốc. Khá tốt đỉnh Hán đế quốc lúc này đang hợp tác với thánh địa, yêu tộc cùng ma tộc không dám dốc lực toàn tộc tấn công nhân loại. Bằng không thì đỉnh Hán đế quốc lúc này sẽ gặp nguy cơ bị diệt. Nghĩ vậy, sắc mặt La Thiên càng dữ tợn, sau đó thân hình khẽ động, hắn đi tới không trung cổ vực thành. Diệt! La Thiên quát lớn, sau đó có hai bàn tay xé rách không gian, uy áp khủng bố bao phủ cổ vực thành. Bàn tay lớn vừa xuất hiện, không gian chung quanh cổ vực thành vặn vẹo biến hình, phòng ốc trong cổ vực thành bị bàn tay cực lớn này đánh tan nát, một ít huyền giả dưới linh giả cảnh ngã xuống đất. Thân thể run rẩy không kiềm chế được. Cảnh tượng giống như tận thế. Cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm khủng bố như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, tất cả người trong cổ vực thành run rẩy, bởi vì đối mặt với bàn tay khủng bố kia, bọn họ đừng nói phản kháng, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ra tay. Hiểu Thiên Cơ quát lớn, sau đó vài tên cường giả hoàng giả cảnh trong cổ vực thành phát ra công kích mạnh nhất bản thân. Huyền khí trong cơ thể Hiểu Thiên Cơ tuôn ra, tất cả huyền khí rót thẳng vào trong mai rùa trong tay hắn, mai rùa bành trướng biến thành cái kiêng lớn ngàn trượng ngăn cản bàn tay đánh xuống. Giống, thân thể bạch long uốn éo, nó gầm lên giận dữ, sau đó dùng phương thức va chạm trực tiếp ngăn cản bàn tay. Kiên khôn đồ biến hóa nhanh chóng, nó hóa thành đồ trục cực lớn, đồ trục bay thẳng về phía bàn tay, trong đồ trục còn bắn ra vô số tia sáng vào trong bàn tay. Tuyệt sát. Nữ tử áo đen gầm lên, sau đó có từng đạo ảo ảnh bay ra khỏi cơ thể nữ tử áo đen, ảo ảnh từ dưới đất bay lên bầu trời. Đó là tốc độ nhanh đến mức tận cùng, bởi vậy mỗi một ảo ảnh như hóa thành thực chất. Oanh! Oanh! Phía chân trời, đám người Hiểu Thiên Cơ hợp lực công kích nên sinh ra tiếng nổ cực lớn, âm thanh giống như tiếng sấm, không gian vặn vẹo liên tục giống như tùy thời bị nghiền nát. Bị đám người Hiểu Thiên Cơ liên thủ đánh hợp kích. Bàn tay khổng lồ của La Thiên rung động mạnh, bàn tay dần dần xuất hiện khe hở dần dần mở rộng, không qua bao lâu, bàn tay hóa thành năng lượng đầy trời. Nhìn thấy cảnh này, tất cả người trong cổ vực thành thở ra một hơi, nếu để cho bàn tay khổng lồ kia đánh xuống, như vậy tất cả mọi người trong cổ vực thành, kể cả cổ vực thành cũng hóa thành bột mịn trong khoảng khắc. Phía dưới, tuy đám người Hiểu Thiên Cơ phá tan công kích của La Thiên nhưng sắc mặt Dương Diệp vẫn ngưng trọng. Mạc lão bị chế trụ, dùng thực lực hoàng giả cảnh cửu phẩm của đám người La Thiên, đám người Hiểu Thiên Cơ không thể chống lại hắn. Chỉ cần đám người Hiểu Thiên Cơ bị thua, hoặc bị chế trụ, vài tên cường giả hoàng giả cảnh còn lại của đỉnh Hán đế quốc có thể đổ sát người cổ vực thành trong khoảng khắc. Đến lúc đó, cho dù Mạc lão đổ sát đám người La Thiên không còn, đối với Dương Diệp mà nói, việc này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Không có lựa chọn khác. Lúc này Dương Diệp chỉ có thể sử dụng át chủ bài của bản thân, mặc kệ có thể giải quyết đám cường giả hoàng giả cảnh này hay không, hắn chỉ có thể lựa chọn đi làm. Bởi vì không làm, rất có thể sẽ không có cơ hội. Tay trái của Dương Diệp lật một cái, kiếm đảm xuất hiện trong tay trái, huyền khí trong cơ thể rót vào trong kiếm đảm không ngừng rót các kiếm ý khác nhau vào trong cơ thể Dương Diệp, khi những kiếm ý kia tiến vào người Dương Diệp, kiếm ý bản thân Dương Diệp điện cuồng bành trướng, không đến bao lâu. Kiếm ý của Dương Diệp đã đạt tới thiên giai nhất trọng. Kiếm ý thập nhất trong bộc phát,
không gian rung rung rất mạnh. Ánh mắt mọi người nhìn sang nơi này. Khi nhìn thấy kiếm ý thập nhất trọng, mọi người hơi sững sờ, tuy khiếp sợ kiếm ý của Dương Diệp tăng vọt, nhưng vẫn lắc đầu, đừng nói Dương Diệp đạt tới thấp nhất trọng, cho dù đạt tới thập nhị trọng, trước mặt cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm cũng không làm nên việc gì. Chênh lệch thật sự quá lớn. Phía chân trời, La Thiên vốn đang chuẩn bị ra tay lần nữa, đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn lên người Dương Diệp, sau đó hơi sững sờ, bởi vì huyền giả đại lục đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua thiên giai kiếm ý. Kiếm ý của Dương Diệp đạt tới thấp nhất trọng đã làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói. Thiên giai kiếm ý, vẫn là con sâu cái kiến. Nhưng ánh mắt hắn vừa nhìn sang nơi khác, Dương Diệp quát lớn. Thiêu đốt. Khi giọng nói của Dương Diệp vang lên, mọi người nhìn kiếm ý tuôn ra ngoài lại chui vào cơ thể Dương Diệp, sau đó quanh người Dương Diệp tỏa ra ánh sáng màu đỏ, cảnh giới của Dương Diệp bắt đầu tăng vọt. Tôn giả cảnh thất phẩm, tôn giả cảnh bát phẩm, tôn giả cảnh cửu phẩm. Vẫn còn tăng lên, Dương Diệp vẫn còn thiêu đốt kiếm ý. Ô đanh, hoàng giả cảnh nhất phẩm. Kiếm ý bản thân Dương Diệp giảm xuống bát trọng. Tất cả mọi người ngây người. Hoàng giả cảnh, Dương Diệp đạt tới hoàng giả cảnh, hắn có thể vô xê địch cùng giai. La Thiên nheo mắt, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại đạt tới hoàng giả cảnh, gia hỏa này dùng tới bí pháp. Có thể tăng cảnh giới lên hoàng giả cảnh. Long biến. Dương Diệp vừa dứt lời, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, y phục trên người Dương Diệp lập tức hóa thành tro tàn, sau đó, long giác, long lân, long chảo mọc ra. Dương Diệp là long tộc. Tất cả mọi người bị chấn động. Đúng là lực lượng làm người ta say mê. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía La Thiên, cất tiếng cười to, nói. La Thiên, mười kiếm chảm ngươi. Nói xong, cổ sao xuất hiện bên tay trái của Dương Diệp, tay phải cầm một thanh đạo khí, Dương Diệp cắm kiếm vào trong cổ sao, sau đó hắn rút ra. Một kiếm chém ra, tay phải Dương Diệp lại xuất hiện một thanh kiếm, sau đó lại cắm vào cổ sao, lại rút ra. Rút kiếm, rút kiếm, rút kiếm, rút kiếm. Sau khi rút kiếm lần thứ 5, sau khi Dương Diệp long biến thì thân thể bắt đầu chảy máu. Trảm thiên bạt kiếm thuật không chỉ cần đạo khí, còn cần thân thể cường đại, bởi vì mỗi một lần rút kiếm sẽ ảnh hưởng lớn tới thân thể. Nếu như không có được long tổ truyền thừa, chỉ dựa vào thân thể vốn có của Dương Diệp, hắn nhiều nhất chỉ rút được 3 kiếm. Nhưng hiện tại, sau long biến, thân thể đã đủ cho hắn rút kiếm 5 lần. Nhưng Dương Diệp rất rõ ràng, 5 lần trảm thiên bạt kiếm thuật khẳng định không thể chém giết La Thiên, cho nên, hắn phải cố gắng lớn nhất, một lần rút ra 10 kiếm, hậu quả làm như vậy chính là hắn cạn kiệt sức lực sau long biến. Vào thời khắc Dương Diệp rút kiếm, La Thiên không còn nở nụ cười được nữa. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, kiếm kỹ này rất nguy hiểm, sau khi Dương Diệp rút ra 10 kiếm, trực giác lại nói cho hắn biết, phi thường nguy hiểm. La Thiên khiếp sợ tới tột đỉnh, đây là kiếm kỹ chí cường của Dương Diệp. Hắn là hoàng giả cảnh cửu phẩm đấy, bán thánh không xuất thế, trong thiên địa này làm gì có cường giả mạnh hơn hắn. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy nguy hiểm từ con sâu cái kiến dùng bí pháp tăng lên hoàng giả cảnh. Dương Diệp phải chết. Phải chết. La Thiên chỉ có một suy nghĩ như thế, bởi vì sâu trong lòng hắn biết rõ, nếu như Dương Diệp không chết, chờ hắn phát triển, đừng nói đỉnh Hán đế quốc. Chỉ sợ cho dù thánh địa cũng không có biện pháp làm gì hắn. Không dám chủ quan, La Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn vừa muốn ra tay, đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp tiến lên phía trước, sau đó một lực lượng vô hình bao phủ hắn vào trong. Tất cả mọi người hoảng hốt. La Thiên cũng hoảng hốt. Kiếm vực đáng chết. La Thiên cảm thấy bối rối, bởi vì hắn đã xem nhẹ kiếm vực của Dương Diệp, kiếm ý thập nhất trọng không có uy hiếp tới hắn nhưng kiếm vực thì khác. Năm đó kiếm tông tổ sư lúc ở hoàng giả cảnh đã bằng vào kiếm vực đối kháng bán thánh. Trong kiếm vực, tất cả đều bị áp chế, kể cả tất cả cường giả hoàng giả cảnh lúc này cũng bị lực lượng thần bí áp chế, trói buộc. 10 đạo kiếm khí của Dương Diệp gia tăng tốc độ cực nhanh, nhanh như tốc độ ánh sáng. La Thiên hoảng hốt, hắn lật tay cầm một thanh đại đao, hắn vung đại đao chém vào 10 đạo kiếm khí của Dương Diệp. Lúc hắn vung đao, đôi mắt của La Thiên co rụt lại. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì tốc độ rút đao của hắn chậm hơn bình thường cả trăm lần. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, khí thế trong cơ thể điên cuồng tuôn ra chống cự kiếm vực của Dương Diệp áp chế,
sau đó hắn nhanh chóng rút đao chém vào kiếm khí. Oanh! Khi một đạo kiếm khí đánh vào đại đao của La Thiên và đại đao rung động mạnh, La Thiên biến sắc, ngay sau đó kiếm khí thứ hai đã tới. Oanh! Lại là tiếng nổ mạnh. La Thiên lui về phía sau gần trăm trượng, thanh đạo đạo khí trong tay hắn đầy vết rạn. Đạo kiếm khí thứ hai biến mất, kiếm khí thứ ba đã tới. Oanh! La Thiên rút lui gần 500 trượng, đại đao trong tay hắn gần vỡ nát, La Thiên kinh hãi. Oanh! Đạo kiếm khí thứ tư chém vào đại đao của La Thiên, cây đao trong tay hắn đã hóa thành mảnh vụn bay đầy trời. La Thiên hoảng hốt, cho dù thân thể của hắn rất mạnh nhưng không dám dùng đối kháng kiếm kỹ của Dương Diệp, hai tay hắn trọng điệp với nhau đánh ra một chưởng vào đạo kiếm khí thứ năm của Dương Diệp. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, đôi mắt La Thiên mở to. Bởi vì đôi tay của hắn bị phế bỏ khi ngăn cản kiếm khí, cùng lúc đó, hắn tại bị lực trùng kích đánh lui 500 trượng. Chỉ trong nháy mắt, đạo kiếm khí thứ 6 đã xuất hiện trước mặt La Thiên. Một đạo tiếp một đạo, tăng thêm bị kiếm vực áp chế cùng trói buộc, La Thiên căn bản không thể tránh né, hắn chỉ có thể ngạnh kháng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Dương Diệp. Cút! Mỗi lần bị con sâu cái kiến ép bức chật vật như thế, cho dù hai tay đã phế bỏ những gương mặt La Thiên đã vặn vẹo, hắn gầm lên giận dữ, khí thế cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm điên cuồng bộc phát, không gian chung quanh cũng vặn vẹo, một đạo khí tức khủng bố bao phủ thân thể của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chấn áp cho ta. Đúng lúc này, Dương Diệp lên tiếng. Khi Dương Diệp dứt lời, một tiếng cót kẹt vang lên. Trong ánh mắt hoảng hốt của mọi người, chỉ thấy không gian kiếm vực của Dương Diệp rạn nứt như thủy tinh. Không gian trước mặt La Thiên vặn vẹo và bị chấn áp, nhưng chính vào lúc này, đạo kiếm khí thứ 7 của Dương Diệp đã chém vào ngực La Thiên. Sau đó kiếm khí thứ 8, thứ 9, thứ 10 nối tiếp nhau lao tới. Xuy 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 xuy, bốn đạo kiếm khí đồng loạt chém thẳng vào thân thể La Thiên. Thời gian như ngừng trôi. Sau nửa ngày, La Thiên cúi đầu nhìn vết kiếm trên ngực mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tốt cho kiếm vực. Khó trách kiếm tông tổ sư năm đó tại hoàng giả cảnh đã bằng vào kiếm vực đối kháng bán thánh. Dương Diệp, người rất mạnh, rất có tiềm lực, tương lai người nhất định sẽ khủng bố hơn cả kiếm tông tổ sư. Đỉnh Hán đế quốc chúng ta vì Bách Hoa Cung mà đối địch với ngươi, thật sự là quá ngu xuẩn. Nói xong, oanh, vô số kiếm khí trong thân thể La Thiên bộc phát, trong nháy mắt, toàn thân La Thiên nổ tung, kiếm ý bắn tung tóe tiêu diệt tất cả mảnh vụn thân thể của La Thiên. Cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm vẫn lạc. Vô số người cảm giác tâm thần của mình như dừng hoạt động. Trong trận chiến lúc trước, Mạc Lão đánh chết rất nhiều hoàng giả cảnh cửu phẩm, việc này không làm người khác chú ý, bởi vì Mạc Lão là bán thánh. Mà bây giờ, một gã hoàng giả cảnh cửu phẩm chết trong tay Dương Diệp dùng bí pháp tăng lên hoàng giả cảnh, hơn nữa hay còn chém giết đường đường chính chính, Dương Diệp này là người hay sao? Thật là lợi hại. Cổ vực thành. Lôi Lâm nói khẽ và nháy mắt mấy cái, sau đó gặm linh quả trong tay. Trên bờ vai của nàng là Tử Điêu đang nhìn về phía Dương Diệp. Phải biết rằng, La Thiên là tồn tại cùng cấp bậc với phụ thân của nàng. Mà bây giờ cũng bị Dương Diệp chém giết, tiểu gia hỏa lúc này rất ngạc nhiên và hưng phấn. Lúc này, không có người nào chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Dương Diệp, máu tươi trào lên cổ họng nhưng bị hắn ép xuống. Không chỉ có, quanh người Dương Diệp tuôn ra vô số kiếm ý. Trong người hắn còn có vài chục loại kiếm ý đang tàn sát bừa bãi. Dựa vào thực lực của hắn, trong tình huống không có long biến, hắn tối đa chỉ thi triển 2-3 lần rút kiếm, sau long biến, hắn có thể thi triển 5-6 lần rút kiếm. Nhưng một lần thi triển 10 lần rút kiếm đã vượt qua phụ tải của thân thể, tăng thêm trước đó hắn cưỡng ép thi triển kiếm vực, thân thể của hắn tới gần biên giới vỡ nát, nếu như không phải thân thể hắn quá cường hãn, hắn hiện tại cũng bao thế mà chết như Tả Đăng Phong. Có thể nói, tình huống thân thể của Dương Diệp lúc này rất không ổn, ngoại thương nội thương bộc phát. Ngoại thương khá tốt, thân thể của hắn có năng lực tự chữa trị, hắn không quan tâm ngoại thương. Trọng yếu nhất chính là kiếm ý trong cơ thể, những kiếm ý kia không ngừng càn quét thân thể của hắn, nếu không cẩn thận hắn cũng nổ tung mà chết như Tả Đăng Phong. Tuy như thế, Dương Diệp lúc này vẫn áp chế tình huống không xong trong người, trên mặt giả vờ bình thản không quan tâm. Dương Diệp chậm rãi rút một thanh kiếm ra, sau đó trong ánh mắt của mọi người, hắn cắm thanh kiếm vào cổ sao, động tác của hắn rất chậm,
giống như hắn thả chậm tốc độ vài lần bình thường. Bởi vì động tác chậm như thế lại làm cho năm tên cường giả hoảng giả cảnh ở gần cổ vực thành nheo mắt nhìn, bọn họ vô ý thức lui về sau trăm trượng. Thực lực của bọn họ yếu hơn La Thiên quá nhiều, dựa vào thực lực của bọn họ, tối đa chỉ có thể tiếp 2-3 kiếm của Dương Diệp. Mà bọn họ không muốn tiếp kiếm. Nhìn động tác của Dương Diệp, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đè nặng nội tâm. Kỳ thật không có ai biết, Dương Diệp căn bản không phải cố ý như thế, mà là hắn đã không có khí lực rút kiếm. Rốt cục, Dương Diệp cũng cắm kiếm vào cổ sao, sau đó ngẩng đầu nhìn sang vài tên cường giả hoàng giả cảnh của đỉnh Hán đế quốc, nói, đấu một hay cùng lên. Khi Dương Diệp dứt lời, đột nhiên, vô số sợi kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, tuy kiếm ý của Dương Diệp hiện tại chỉ có bát trọng, nhưng những nơi kiếm ý của hắn đi qua lại cắt nát không gian. Nhìn thấy cảnh này, năm tên cường giả hoàng giả cảnh của đỉnh Hán đế quốc giật mình, bọn họ vẫn không dám ra tay. Kỳ thật nếu năm người quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, những kiếm ý kia căn bản không phải Dương Diệp cố ý phóng xuất ra, mà là chúng đâm xuyên qua cơ thể của Dương Diệp thoát ra ngoài. Nhưng do Dương Diệp lúc trước chém giết La Thiên, năm tên cường giả hoàng giả cảnh của đỉnh Hán đế quốc đã sinh ra cảm giác sợ hãi Dương Diệp, cho nên, mấy người bọn họ không chú ý tới cảnh này. Bằng không thì, mấy người liên thủ ra tay lần nữa, Dương Diệp tuyệt đối thập tử vô sinh. Oanh! Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng nổ mạnh tại phía chân trời, sau đó tấm bia đá từ trên trời rơi xuống, lúc năm tên cường giả hoàng giả cảnh đỉnh Hán đế quốc còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh thành hư vô. Rất nhanh, Mạc Lão cùng La Đạo xuất hiện ở đường trường. Mạc Lão không có phát sinh biến hóa gì, mà La Đạo tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, trên quần áo cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Hiển nhiên, hắn lâm vào hạ phong khi giao thủ với Mạc Lão. Nhìn thấy Mạc Lão, tất cả mọi người trong cổ vực thành đều thở ra một hơi. Bởi vì có một gã bán thánh tọa chấn, bọn họ mới nắm chắc đối kháng với đỉnh Hán đế quốc và thánh địa. Khi Mạc Lão cùng La Đạo xuất hiện, Yêu Hoàng cùng người bốn thần thú gia tộc xuất hiện. Không gian điêu nhất tộc tổn thất lớn, 20 cường giả hoàng cấp chỉ còn 13 người. Bản thân Yêu Hoàng cũng bị đám người Long Hoàng vây công đánh trọng thương. Đương nhiên, bốn đại thần thú gia tộc cũng tổn thất to lớn, Hoàng Kim Thần Long hôm nay chỉ còn lại 4 đầu, Thí Thiên Bạch Hổ có 5 đầu, Thần Phong nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc nhiều nhất, cũng còn có 5 hoàng cấp. Thánh địa tổn thất thảm trọng nhất, hiện tại chỉ còn lại 1 người. 50 cường giả hoàng giả cảnh, hôm nay chỉ còn lại có 1 người. Đỉnh Hán đế quốc chết 3 hoàng giả cảnh, Lý Tư và Bạch Há cũng vẫn lạc trong trận chiến lúc nãy, Huyền Thú đế quốc tổn thất thảm trọng, trừ thú hoàng gia, các cường giả hoàng giai đều chết hết, bởi vì huyết mạch bản thân Huyền Thú không bằng 4 thần thú gia tộc, cho nên, trong khi giao chiến, Huyền Thú đế quốc ăn thua thiệt nhiều nhất. Đương nhiên, tổng thể mà nói, tổn thất lớn nhất chính là đỉnh Hán đế quốc cùng thánh địa. Bởi vì sau đại chiến lần này, bọn họ gần như bị diệt. Ngươi, Dương Diệp, ngươi đạt được Long Tổ thủ hộ. Đột nhiên, Long Hoàng nhìn thấy Long Biến của Dương Diệp thì cả kinh nói. Trước khi bắt đầu kế hoạch đồ thánh, hắn cùng với cường giả Long Tộc đã đi tới cổ vực thành, không có quản Dương Diệp, cũng không cần quản Dương Diệp. Bởi vì lúc ấy hắn xem ra, chỉ cần sư phụ của Dương Diệp vừa chết, mặc kệ Dương Diệp đạt được kỳ ngộ gì trong lôi trì cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Bởi vì không có bán thánh che chở, muốn giết Dương Diệp dễ như giết gà. Nhưng sự thật chính là bán thánh cường đại hơn bọn họ tưởng tượng. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Dương Diệp lúc này lại giống Long tộc, có được Long giác, Long lân, Long chảo. Yêu Hoàng cũng nhìn về phía Dương Diệp, dò xét Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi đạt được Long Tổ thủ hộ. Dương Diệp lắc đầu, nói. Là truyền thừa, không phải Long Tổ thủ hộ. Yêu Hoàng sững sờ, sau đó hắn cười như điên, sắc mặt đám người Long Hoàng thảm hại như vừa bị chó cắn. Mỗi một cự Long Hoàng cấp đều hoảng sợ nhìn Dương Diệp, giống như bọn họ nhìn thấy quái vật. Thần Phong cùng Huyền Vũ cùng Bạch Hổ tộc cũng cảm thấy lúng. Túng! Yêu Hoàng cười một lát, sau đó lại hỏi Dương Diệp nói. Người đã tiếp nhận Long Tổ truyền thừa, trong truyền thừa có nhắn nhủ, người ngày sau trở thành Long Tổ thân vương hay cái gì đó không? Dương Diệp gật gật đầu, nói. Trong cơ thể ta có long huyết, cũng là long tộc thân vương. Hắn không có giấu giếm, bởi vì trực giác nói cho hắn biết sắp có chuyện tốt xảy ra. Quả nhiên, Yêu Hoàng cười nói. Rất tốt,
người bây giờ kích phát long huyết trong người thử xem. Nghe vậy, Dương Diệp do dự, hắn lợi dụng huyền khí màu tím trong cơ thể cưỡng ép ngăn cản kiếm ý đang phá hoại thân thể, sau đó kích phát long huyết trong người, lúc vừa mới kích phát, xa xa, trừ long hoàng ra, bốn hoàng kim cự long rơi xuống đất, nặng nề nện vào mặt đất. Long hoàng cũng có chút không dễ chịu, sắc mặt hắn tái nhợt và đổ nhiều mồ hôi, giống như hắn phải thừa đà nhận áp lực cực lớn. Dương Diệp sửng sốt, đây là có chuyện gì? Ha ha! Yêu hoàng cười to nói. Đây là huyết mạch huy áp, trong cơ thể ngươi có huyết mơ cạch long tổ, là khắc tinh lớn nhất của tất cả long tộc. Trong cùng giai, ngươi căn bản không phải động thủ, chỉ cần dùng huyết mạch huy áp là có thể làm cho hắn không có sức hoàn thủ. Ha ha! Từ nay về sau, long tộc trừ long hoàng gia, bất cứ long tộc nào trước mặt ngươi đều biến thành cừu non chờ làm thịt. Dương Diệp nao nao, hắn không nghĩ tới cái gọi là huyết mạch huy áp lại khủng bố như vậy, bị huyết mạch huy áp bao phủ, những cự long hoàng cấp không có năng lực phản kháng. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Xem ra, có thời gian, ta phải đi tới long tộc nghỉ ngơi. Dương Diệp nói, ngươi, long hoàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nhưng Dương Diệp không thèm nhìn hắn. Kiếm ý trong người hắn hiện tại cuồng bạo tới mức đáng sợ, hắn nhất định phải chuyên tâm áp chế, bằng không hắn sẽ bị kiếm ý nổ chết. Chuyện long tộc cứ để sau, hắn tiếp nhận long tổ truyền thừa, nhận ân tình của long tổ, sẽ cho long tộc một cơ hội, nếu như long tộc không quý trọng cơ hội này, như vậy đừng trách hắn không lưu tình. Đương nhiên, đây đều là nói sau, hiện tại hắn cần phải giải quyết kiếm ý trong cơ thể, còn có thân thể bị tiêu hao nghiêm trọng. Bên cạnh, La Đạo hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Mạc Lão, nói. Chúng ta bại, sau này, đỉnh Hán đế quốc trong 50 năm sẽ không bước vào Nam vực. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Lão trầm ngâm nửa ngày, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Chiến hay hòa, do ngươi quyết định. Dương Diệp. Dọa người, một. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Đỉnh Hán đế quốc đã chịu thua. Hiện tại phải xem thái độ của Nam vực. Nếu như Dương Diệp lựa chọn không chiến, như vậy thế giới loài người có thể đạt được hòa bình ngắn ngủi. Nhưng nếu như Dương Diệp lựa chọn chiến, như vậy ý nghĩa chiến tranh giờ mới bắt đầu, nhưng lần này không phải đỉnh Hán đế quốc chiếm thượng phong. Nếu việc binh đao xảy ra sẽ có máu chảy thành công, tất cả đều là một ý niệm của Dương Diệp. Sau nửa ngày, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhìn về phía Mạc Lão, nói. Dùng thực lực Mạc Lão, có thể chém giết La Đạo hay không? Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. La Đạo và bốn thần thú gia tộc và tên cường giả hoàng cấp còn sót lại của thánh địa giật mình. Lúc này, Nam vực cùng đình Hán đế quốc đã tổn thương nguyên khí rất lớn, bọn họ xem ra, song phương cần tĩnh dưỡng. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, này Dương Diệp vẫn muốn khai chiến, còn muốn đẩy một bán thánh vào chỗ chết. Đây là tên điên chân chính. Nghe thấy Dương Diệp nói thế, Mạc Lão cũng nao nao, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại có suy nghĩ này, hơi trầm ngâm, sau đó nói. Trước kia hắn tổn thất tinh huyết, thực lực đại giảm, nếu như ta dồn sức không bỏ, lại dùng hết toàn lực, có 6 thành nắm chắc đánh chết hắn, 9 thành nắm chắc làm thương thế của hắn nặng hơn. Mạc Lão cần trả giá lớn thế nào? Dương Diệp lại hỏi. Mạc Lão cười nói. Sẽ trả giá một ít, không có gì đáng ngại. Dương Diệp gật đầu, nói. Đã như vậy, vậy thì mời Mạc Lão ra tay, trừ đi xây bán thánh của đỉnh Hán đế quốc đi, nhân loại chỉ cần một bán thánh là đủ. Dương Diệp không phải không muốn ngưng chiến, bản thân hắn hiện tại đã trọng thương, cũng cần thời gian điều dưỡng cùng hóa giải kiếm ý trong cơ thể. Nhưng hắn biết rõ một điểm, cái gọi là ngưng chiến của đỉnh Hán đế quốc chỉ là vô nghĩa. Chờ viện quân của thánh địa tới, hoặc chỉ cần có một chút cơ hội. Bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại, sẽ dồn Nam vực vào chỗ chết. Hiện tại Nam vực đang chiếm ưu thế, nếu hắn không nắm chặt ưu thế này, như vậy hắn quá ngu xuẩn. Mạc Lão nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó hắn cười lớn, khi tiếng cười của Mạc Lão vang lên, đột nhiên thân hình Mạc Lão biến mất tại chỗ, sau đó hắn lao thẳng về phía La Đạo. Cho dù ta chết, ta cũng kéo ngươi chôn cùng. La Đạo gầm lên giận dữ, sau đó hắn và Mạc Lão đồng thời chui vào hư không. Dương Diệp tâm niệm vừa động, hắn thả tất cả kiếm nô ra ngoài, nói. Giết, phàm là người của đỉnh Hán đế quốc đều phải chết. Sát, vô số huyền giả Nam vực lao ra khỏi cổ vực thành, bọn họ tiến vào đại quân của đỉnh Hán đế quốc.
Hiện tại, đại quân đỉnh Hán đế quốc đã không có chủ soái, tăng thêm trước kia bị thực lực của Dương Diệp trấn nhiếp, cả đại quân đã loạn không thành hình dáng. Nhìn thấy huyền giả Nam vực vọt tới, rất nhiều người suy nghĩ trước tiên không phải đối địch, mà là lựa chọn chạy trốn. Đại quân không có chủ soái, đã không có thành tựu. Hiện tại Nam vực còn có uy hiếp, đó chính là bốn thần thú gia tộc và tên hoàng giả cảnh của thánh địa. La đạo bị Mạc lão kéo vào hư không đại chi uyến, bốn thần thú gia tộc nghe theo tên hoàng giả cảnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Diệp, ngươi miệt thị thánh địa như thế, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ trả cái giá thật lớn vì việc này. Tên cường giả hoàng giả cảnh của thánh địa nói. Ta chưa bao giờ chủ động trêu chọc thánh địa. Dương Diệp nói. Chính là người thánh địa các ngươi trêu chọc ta, bởi vì các ngươi không nghĩ tới, ta vốn không bằng con sâu cái kiến trong mắt các ngươi, lại có thể làm các ngươi trả giá lớn như vậy đúng không? Tốt, ngươi giàu gì cũng cường giả hoàng giả cảnh, tiếp tục nói những. Ơi uy hiếp cũng chỉ làm ta cảm thấy người là kẻ ngu xuẩn mà thôi, là đàn ông thì nên tới đi, bằng không thì ngậm miệng lại. Nói xong lời cuối cùng, bởi vì tâm tình của hắn kích động, hơn 10 sợi kiếm ý lại bay ra khỏi thân thể Dương Diệp, thân thể của hắn lại bị đâm thủng. Sắc mặt của Dương Diệp càng trắng bệch. Tên cường giả thánh địa tức giận không nhỏ, nếu như ánh mắt có thể giết tiếng người, chỉ sợ Dương Diệp lúc này đã chết hơn mấy chục lần. Hắn cũng muốn đánh giết Dương Diệp. Nhưng chung quanh Dương Diệp lúc này tụ tập yêu hoàng và nhiều cường giả hoàng giả cảnh của Nam vực, cho dù hắn và bốn thần thú gia tộc liên thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được Dương Diệp. Hắn không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra. Nghe thấy Dương Diệp nói thế, sắc mặt đám người Long Hoàng thay đổi, bọn họ là thần thú không giả, phòng ngự thân thể cũng cực kỳ khủng bố, nhưng bọn họ tuyệt đối không muốn thử kiếm kỹ của Dương Diệp. Bởi vì cho dù bọn họ thừa nhận nổi, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Trong tình huống hiện tại, tăng thêm bên cạnh là yêu hoàng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, kết cục của bọn họ chính là thập tử vô sinh, hắn không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra. Nghe thấy Dương Diệp nói thế, sắc mặt đám người Long Hoàng thay đổi, bọn họ là thần thú không giả, phòng ngự thân thể cũng cực kỳ khủng bố, nhưng bọn họ tuyệt đối không muốn thử kiếm kỹ của Dương Diệp. Bởi vì cho dù bọn họ thừa nhận nổi, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương, trong tình huống hiện tại. Tăng thêm bên cạnh là yêu hoàng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, kết cục của bọn họ chính là thập tử vô sinh. Yêu hoàng liếc mắt nhìn Dương Diệp, hắn nhìn thấy cánh tay nắm chuôi kiếm của Dương Diệp đang run rẩy, khóe mắt yêu hoàng hơi co giật, hắn trầm ngâm và nhìn đám người Long Hoàng, cười nói. Lúc trước bọn họ vây giết Mạc lão đã bị tổn thương mức độ nhất định, nếu không như vậy, người phải chém mỗi người 2 kiếm mới được, sau đó còn lại giao cho ta. Người yên tâm. Cho dù không thể giết sạch bọn họ, ta cũng có thể ít nhất lưu lại một nửa người của bọn họ lại đây. Dương Diệp, ngươi sẽ trả cái giá thê thảm trong ngày hôm nay. Nghe thấy Dương Diệp cùng yêu hoàng nói, tên cường giả thánh địa cũng không dám ở lại nơi này nữa, hắn lập tức thả một câu ngoan thoại sau đó quay người rời đi. Sau khi Dương Diệp đạt tới hoàng giả cảnh, tăng thêm kiếm vực và kiếm kỹ khủng bố đã đủ để tạo thành uy hiếp cường đại lên bọn họ. Bên cạnh lại có yêu hoàng. Có thể nói Dương Diệp và yêu hoàng liên thủ, chém ai ai chết. Hắn không muốn vẫn lạc tại đây, cho nên hắn không chút do dự xoay người rời đi. Nhìn thấy cường giả thánh địa rời đi, sắc mặt đám người Long Hoàng trầm xuống, bọn họ không nghĩ tới người thánh địa nói đi là đi, không quản khỉ gió bọn họ thế nào. Liếc mắt nhìn phương hướng cường giả thánh địa rời đi, Dương Diệp hơi gật gật đầu, sau đó trên mặt còn xuất hiện nụ cười, bàn tay hắn hơi động. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Long Hoàng thay đổi. Kỳ thật bọn họ muốn rút lui, bởi vì Dương Diệp lúc này tăng thêm kiếm kỹ kinh khủng kia đã uy hiếp bọn họ quá lớn. Tu luyện tới tình trạng như thế, không có người nào muốn chết. Bọn họ tốt xấu gì cũng là hoàng trong thần thú, nếu như nhận sợ trước mặt bao người, mặt mũi của bọn họ còn đâu. Nhưng nhìn thấy Dương Diệp muốn rút kiếm, nội tâm của Long Hoàng sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp muốn rút kiếm, Dương Diệp lại dừng lại và nói với Long Hoàng. Long Hoàng, Dương Diệp ta đạt được Long Tổ truyền thừa, nói như thế nào thì ta coi xem như thiếu một phần nhân tình của Long Tộc. Hôm nay, ta sẽ không nhắm vào Long Tộc các ngươi, mang theo mấy cự Long của Long Tộc các ngươi cút đi thôi. Đám người thần phong lập tức nhìn về phía Long Hoàng chau mày, hắn hơi do dự, nói thật ra, hắn cũng muốn thừa dịp rời đi, nhưng hắn biết rõ. Nếu như hiện tại đi, việc này không thể nghi ngờ đã vứt bỏ 3 thần thú gia tộc khác. Thực vứt bỏ đối phương,
Như vậy bốn đại thần thú kết minh sẽ xuất hiện vết rách, đến lúc đó, yêu hoàng hoặc là Dương Diệp muốn đối phó hoàng kim thần long nhất tộc, hoàng kim thần long nhất tộc thật nguy hiểm. Như thế nào, không muốn đi. Đúng lúc này, đột nhiên sắc mặt Dương Diệp biến thành dữ tợn, tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nói. Ta vốn là niệm tình long tổ nên không muốn hạ tử thủ với long tộc, nhưng người lại muốn ta giết người, đã như thế ta cần niệm tình làm gì? Long hoàng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như không rời đi, vậy hoàng kim cự long nhất tộc các ngươi đều phải lưu tại nơi đây. Ngươi ngẫm lại, bị huyết mạch của ta trấn áp, ngươi và hoàng kim cự long nhất tộc có thể phát huy mấy thành thực lực. Đi. Lúc này, long hoàng không chút do dự mang theo chúng long quay người rời đi. Trước kia hắn xem nhẹ một điểm, chính là trên người Dương Diệp có máu của long tố. Bị huyết mạch của Dương Diệp trấn áp, tăng thêm yêu hoàng và kiếm kỹ khủng bố của Dương Diệp, đừng nói hắn mang theo vài đầu hoàng kim cự long, cho dù là hắn cũng phải chết tại đây. Cho nên, hắn không chút do dự, cũng không dám do dự mang theo chúng long rời đi. Bởi vì lưu lại, nếu như Dương Diệp nhằm vào hoàng kim cự long nhất tộc, không có kim cự long nào có cơ hội thoát chết. Hiện tại hắn cần phải nghĩ biện pháp đối phó huyết mạch long tổ trên người Dương Diệp. Chúng ta cũng đi. Long hoàng dẫn theo đám cự long rời đi, thần phong nhất tộc lập tức xoay người rời đi. Rất nhanh, bạch hổ và huyền vũ nhất tộc cũng xoay người rời đi. Nhìn thấy cảnh này, đám người yêu hoàng thở ra một hơi. Xùy. Đúng lúc này, từng đạo kiếm khí xé gió đâm ra chung quanh, mọi người quay đầu nhìn lại, sắc mặt bọn họ đã thay đổi. Chỉ thấy vô số đạo kiếm ý không ngừng thoát ra khỏi cơ thể Dương Diệp, mỗi một đạo kiếm ý bắn ra ngoài, thân thể của Dương Diệp sẽ xuất hiện kiếm động thật nhỏ. Không qua bao lâu, Dương Diệp giống bị vạn mũi tên xuyên qua, trên người phủ đầy lỗ nhỏ. Cùng lúc đó, cảnh giới của Dương Diệp cũng giảm xuống, không qua bao lâu đã từ hoàng giả cảnh rơi xuống tôn giả cảnh nhất phẩm. Dương Diệp lúc này như quả bóng da bị hết hơi. Cũng may kiếm ý trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên bộc phát vào lúc này, yêu hoàng kịp thời mang Dương Diệp đưa vào trong phủ thành chủ cổ vực thành, không để cho huyền giả nam vực nhìn thấy cảnh Dương Diệp ngã xuống. Mọi người chỉ nhìn thấy Dương Diệp tỏa ra kiếm ý tàn sát bừa bãi, những kiếm ý này xoắn không gian tan nát như mảnh vỡ. Hiện tại mọi người càng sùng bái và sợ hãi Dương Diệp. Điểm mà mọi người không biết chính là hai bán thánh đang tiến hành đại chiến kinh thiên. Trong hư không. Một lão giả mặc áo đen đang đứng trong hư không, ở trước mặt hắn là một lão giả tóc bạc mặc quần áo gia thú. Ta vốn cho rằng thực lực người thủ mộ chỉ tương đương chúng ta, nhưng hiện tại xem ra, thực lực của hắn còn trên cả chúng ta. Lão giả áo đen trầm giọng nói. Còn nữa, lúc trước hắn thành tựu bán thánh, vì sao đại lục không có động tĩnh nào? Người này thật sự quá mức thần bí. Ngươi đoán, hắn có khả năng là huyền giả nghịch loại hay không? Huyền giả nghịch loại. Đồng tử của lão già tóc bạc co rụt lại, nói. Vì sao nói như thế? Lão già áo đen trầm giọng nói. Trước kia ta đã thấy hắn ra tay, ta chưa từng gặp qua chiêu thức và thần thông của hắn, trong ghi chép của ma tộc ta không có những thần thông kia. Ta nghĩ, cho dù cùng là bán thánh, hắn vẫn có thể đè đánh la đạo. Lão già tóc bạc trầm ngâm nửa ngày, sau đó lắc đầu, nói. Đây chỉ là ngươi đoán. Nếu như hắn là huyền giả nghịch loại, tại sao hắn có thể ở trong đại lục mà không dẫn phát thiên phạt? Còn nữa, huyền giả nghịch loại đều dựa vào hấp thụ hồng mông tử khí trong thiên địa cùng với thôn phệ tinh khí huyền giả để tăng thực lực lên, ngươi cũng nhìn thấy, hắn cũng không có thôn phệ tinh khí của đối thủ. Có lẽ hắn chỉ không muốn bại lộ thân phận của mình. Lão giả áo đen trầm giọng nói. Ngươi phải biết rằng, nếu hắn thật sự là huyền giả nghịch loại, như vậy, không chỉ có thánh địa. Cho dù ta và ngươi cũng không ngồi yên. Đạo lý kia, hắn hiểu được, cho nên, hắn không thôn phệ tinh khí của những cường giả hoàng giả cảnh kia, chỉ vì không muốn bạo lộ thân phận của mình. Những việc này cũng chỉ là ngươi đoán mà thôi. Lão già tóc bạc nói. Nhưng nếu như hắn thật sự là huyền giả nghịch loại thì sao? Lão già áo đen nói. Lão già tóc bạc im lặng, bởi vì nếu như này người thủ mộ thật sự là huyền giả nghịch loại, như vậy chuyện này quá đáng sợ. Một gã bán thánh giai huyền giả nghịch loại lẻn vào đại lục nhân tộc, vừa nghĩ đã cảm thấy đáng sợ. Nếu như hắn thật sự là huyền giả nghịch loại, như vậy, phiến đại lục này sẽ bị hủy. Lão giả áo đen nói. Ngươi cũng nhìn thấy thực lực cùng tiềm lực của Dương Diệp, một khi kẻ này đạt tới hoàng giả cảnh,
nếu như hắn nắm giữ huyền bí chân chính của kiếm vực, cho dù ta và người cũng khó mà giết hắn. Người cũng biết tính cách của kẻ này, tuyệt đối là kẻ giúp thân không giúp lý, nếu Mạc lão thật sự là huyền giả nghịch loại, kẻ này ngày sau 99% sẽ đứng bên phía Mạc lão. Đến lúc đó, huyền giả đại lục sẽ xong rồi. Nhưng nếu như Mạc lão không phải huyền giả nghịch loại thì sao? Lão già tóc bạc nói. Nếu như hắn không phải huyền giả nghịch loại, như vậy huyền giả đại lục chúng ta sẽ có thêm một siêu cấp bán thánh và siêu cấp cường giả tương lai như Dương Diệp. Đặc biệt là Dương Diệp, nếu người này đạt tới hoàng giả cảnh, hoặc là bán thánh, như vậy huyền giả đại lục chúng ta sẽ có siêu cấp chiến tướng khi đối mặt huyền giả nghịch loại. Vạn nhất là huyền giả nghịch loại thì sao? Lão giả áo đen lại nói. Lão già tóc bạc lắc đầu, nói. Có phải hay không đều không có bất kỳ ý nghĩa nào, bởi vì cho dù là phải, ta và người hiện tại liên thủ cộng thêm La Đạo có thể diệt sát hắn sao? Đúng thế, ba người chúng ta liên thủ, 8 phần cơ hội triệt để diệt sát hắn, nhưng với thực lực của hắn, tất nhiên sẽ làm ba người chúng ta trọng thương, thậm chí sẽ kéo theo hai người làm đệm lưng. Đến lúc đó, một khi huyền giả nghịch loại đột nhiên xuất hiện tại thánh địa, yêu tộc của ta, ma tộc của người cùng với nhân tộc đều bị tàn sát không còn. Lão giả áo đen im lặng nửa ngày, sau đó nói. Hy vọng hắn không phải. Rất nhanh, trong hư không không còn thanh âm. Bên ngoài cổ vực thành, đại quân của đỉnh Hán đế quốc bại thì bại, trốn thì trốn, đã không có thành tựu, nhưng sắc mặt của Đinh Thược Dược vẫn nặng nề, bởi vì không biết La Tuấn đi nơi nào. Đứng im trên tường thành nửa ngày, Đinh Thược Dược quay người rời đi. Trong cổ vực thành, tình huống của Dương Diệp hiện tại quả thật có chút không xong, bởi vì kiếm ý bạo phát ra, hơn nữa từ trong ra ngoài, cho nên ngũ tạng lục phủ của hắn bị thương nghiêm trọng, nếu như không phải ngũ tạng lục phủ và kinh mạch của hắn được Hồng Mông Tử Khí cùng Tinh Huyết Long Tổ tẩy luyện qua, hắn đã sớm nổ chết giống như Tả Đăng Phong. Mặc dù không có bạo thể mà chết, nhưng tình huống hiện tại không khác bao nhiêu, bởi vì trên người hắn hiện tại đầy lỗ thủng nhỏ. Cũng may thân thể của hắn có năng lực chữa trị cường đại, bằng không, cho dù không bạo thể mà chết, hắn cũng chết vì mất máu quá nhiều. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là kiếm ý trong cơ thể hắn. Quan trọng hơn là hắn bởi vì thi triển bí pháp, phần ý, cho nên kiếm ý bản thân hắn rớt xuống bát trọng, tăng thêm hắn thi triển kiếm vực cùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật vượt qua khả năng chịu đựng của thân thể, bởi vậy sát lục kiếm ý của hắn đã không thể trấn áp kiếm ý cuồng bạo. Hắn thế nào? Bên giường, nhìn cơ thể Dương Diệp thỉnh thoảng bắn ra vài đạo kiếm ý, Tô Thanh Thi khẩn trương hỏi thăm Yêu Hoàng bên cạnh. Hiểu Vũ Tịch cùng Đinh Thược Dược cũng nhìn sang Yêu Hoàng là người mạnh nhất hiện tại, cũng chỉ có hắn mới có biện pháp cứu Dương Diệp, bởi vì cứ tiếp tục như thế, Dương Diệp tuyệt đối sẽ bị kiếm ý giết chết. Yêu Hoàng cau mày, sau nửa ngày, hắn lắc đầu, nói. Những kiếm ý kia là các cường giả kiếm tu cường đại của Thánh Địa lưu lại, trong đó có một ít đã đạt tới thiên giai nhị trọng. Dương Diệp cưỡng ép hấp thu cho mình dùng, từ đó gia tăng kiếm ý bản thân lên trong thời gian ngắn. Đây là cách làm tiêu hao bản thân, tăng thêm hắn cưỡng ép thi triển bạt kiếm thuật, cuối cùng còn thi triển kiếm vực cùng kiếm kỹ kia. Nói thực ra, hắn hiện tại còn sống đã là một kỳ tích. Đám người Tô Thanh Thi đều im lặng. Tử Điêu bay đến bờ vai Yêu Hoàng, tiểu trảo nắm chặt lỗ tai Yêu Hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Chỉ có Lôi Lâm không có tim không có phổi đứng bên cạnh gặm linh quả, kỳ thật nàng không phải không lo lắng cho Dương Diệp. Mà là nàng không ý thức được tình huống của Dương Diệp bây giờ là như thế nào. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Đinh Thược Dược trầm giọng hỏi. Có một biện pháp không phải biện pháp. Yêu Hoàng trầm giọng nói. Biện pháp gì? Nói chuyện là Hiểu Vũ Tịch. Yêu Hoàng xoa xoa đầu nhỏ của Tử Điêu, sau đó trầm giọng nói. Cho hắn nuốt kiếm đảm. Nuốt kiếm đảm. Mọi người sửng sốt. Yêu Hoàng nói. Kiếm ý trong người hắn đều ở trạng thái vô chủ, mà Dương Diệp lúc này không có biện pháp trấn áp những kiếm ý kia, bởi vậy, chỉ có lợi dụng đặc tính của kiếm đảm mới có thể trấn áp những kiếm ý cuồng bạo kia. Tiền bối không thể ra tay trấn áp những kiếm ý kia sao? Ninh Thược Dược trầm giọng nói. Yêu Hoàng lắc đầu, nói. Nếu như ở ngoài cơ thể của hắn, ta tự nhiên có thể, nhưng lúc này kiếm ý đang ở trong người hắn, hơn nữa bản thân chúng xung đột với kiếm ý của hắn. Ta ra tay trấn áp, làm không tốt thì hắn sẽ chết nhanh hơn. Kiếm đảm là vật gì? Ninh Thược Dược lại hỏi. Yêu Hoàng nói. Đây là thánh bảo, phẩm giai thuộc về tiên thiên đạo khí,
bởi vì là đạo khí, bằng không nó không có khả năng chịu tải nhiều kiếm ý của cường giả thánh địa như vậy. Thứ này không chỉ có thể hấp thu kiếm ý, còn có thể trấn áp những kiếm ý kia, năng lực như thế, không phải tiên thiên đạo khí không thể làm được. Đinh Thược Dược im lặng, tuy kiếm đảm có thể trấn áp những kiếm ý khác biệt, nhưng kiếm đảm lại ẩn chứa rất nhiều kiếm ý khủng bố. Dương Diệp nuốt vào, những kiếm ý trong kiếm đảm bộc phát trong người Dương Diệp, đến lúc đó, với trạng thái hiện tại của Dương Diệp, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Im lặng nửa ngày, Đinh Thược Dược nhìn về phía Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch. Việc này quan hệ tới sinh tử của Dương Diệp, có lẽ nên do hai nữ lựa chọn. Hai nữ cũng im lặng, bởi vì các nàng không dám lựa chọn. Nuốt đi. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp nằm trên giường mở hai mắt và nói một câu. Kỳ thật hắn không có hôn mê, ý thức của hắn luôn thanh tỉnh. Cảnh giới của hắn hiện tại rớt xuống tôn giả cảnh nhất trọng, kiếm ý chỉ còn bát trọng, hơn nữa thân thể đã tiêu hao nghiêm trọng, hắn hiện tại không thể trấn áp kiếm ý trong cơ thể. Chỉ có làm theo lời Yêu Hoàng nói, nuốt kiếm đảm, thử cho kiếm đảm trấn áp những kiếm ý trong người hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết sẽ có nguy hiểm nhưng hắn không có biện pháp. Thật sự không có cách nào sao? Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp cười cười, nói. Yên tâm, ta không có việc gì, người cũng nhìn thấy, ta lúc này thân thể bị những kiếm ý kia đâm thành vô số lỗ nhỏ cũng không có việc gì sao? Hiểu Vũ Tịch làm sao không biết đây là lời an ủi. Nhưng nàng không nói thêm lời nào, nàng vươn tay cầm tay Dương Diệp đi, nắm thật chặt. Tử điêu bay đến trên ngực Dương Diệp, đầu cọ vào cằm của Dương Diệp, trong mắt còn mang theo lệ quang. Tô Thanh thì vươn tay lau máu tươi trên khóe miệng của Dương Diệp, nói. Ta tin tưởng ngươi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó lấy kiếm đảm ra, nhìn về phía Yêu Hoàng, hắn gật đầu, cong ngón búng kiếm đảm, không gian chấn động mạnh, sau đó kiếm đảm biến mất trên không trung. Lúc này, đột nhiên hai mắt Dương Diệp mở to, bởi vì kiếm đảm đã tiến vào trong cơ thể của hắn. Vào lúc kiếm đảm chui vào người của hắn, kiếm ý cuồng bạo trong người hắn dừng lại, tất cả những kiếm ý này chui vào trong kiếm đảm. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp thở ra một hơi, nhưng đúng lúc này, đột nhiên kiếm đảm khẽ run lên, sau đó có vô số kiếm ý chui ra khỏi kiếm đảm. Hết. Phát giác được việc này, Dương Diệp có suy nghĩ đầu tiên là xong rồi. Nhưng những kiếm ý kia không công kích ngũ tạng lục phủ của hắn, mà là xoay chung quanh kiếm đảm và tiểu tuyên qua, sau đó chúng đẩy kiếm đảm vào trong hồng mông tháp. Sau khi tiến vào hồng mông tháp, kiếm đảm mất đi hiệu lực, những kiếm ý tàn sát lẫn nhau, vô số đạo kiếm ý không ngừng tuôn ra khỏi kiếm đảm và chém giết lẫn nhau. Không đến một hồi, có hơn 10 loại kiếm ý bị hủy diệt triệt để, mà Dương Diệp lại kiếp sợ phát hiện, kiếm ý còn lại đang thay đổi. Thôn phệ. Những kiếm ý này đang thôn phệ lẫn nhau. Ngay từ đầu, Dương Diệp cảm thấy nghi hoặc vì sao kiếm ý làm thế. Nhưng sau khi nghĩ lại thì hắn hiểu ra. Thiên địa vạn vật đều có khả năng sinh sôi linh trí, kiếm ý cũng như thế. Dương Diệp xem ra, những kiếm ý kia cơ bản đều là thập trọng, bản thân cũng đạt tới mức độ phóng ra ngoài bất diệt. Tăng thêm tích lũy trong kiếm đảm nhiều năm như vậy, chỉ sợ bản thân chúng đã có linh trí nhất định. Chỉ vì bị kiếm đảm áp chế, chúng không cách nào tự do hành động. Bởi vậy, sau khi kiếm đảm tiến vào trong cơ thể hắn bị áp chế, những tiềm thức những kiếm ý kia liên thủ đẩy kiếm đảm vào trong hồng mông tháp, từ đó làm cho kiếm đảm triệt để mất đi hiệu lực. Đây là Dương Diệp suy đoán, nhưng Dương Diệp cảm thấy, hắn đoán đúng 89 phần 10. Nếu như hắn đoán là thật, như vậy Dương Diệp đã có nhận thức mới về kiếm ý. Nếu kiếm ý thật sự có linh trí, như vậy kiếm ý đó sẽ là cái gì? Dương Diệp không suy nghĩ những việc này, hiện tại hắn thở ra một hơi, bởi vì hắn xem như an toàn. Đột nhiên, trong đầu Dương Diệp xuất hiện một suy nghĩ. D. Nếu những kiếm ý này thôn phệ lẫn nhau tiến hóa chính mình, sát lục kiếm ý của mình có thể hay không? Nghĩ vậy, Dương Diệp quyết định thử một lực, dưới sự khống chế của hắn, sát lục kiếm ý xuất hiện trong hồng mông tháp, hắn cũng không lập tức giết vào. Bởi vì sát lục kiếm ý còn yếu hơn những kiếm ý trong kiếm đảm rất nhiều. Kiếm ý trong kiếm đảm tàn sát lẫn nhau, đó là tiềm thức, nhưng sát lục kiếm ý của Dương Diệp lại bị Dương Diệp khống chế, cho nên tương đương với có được trí tuệ. Cho nên việc này có thể đền bù điểm không đủ của sát lục kiếm ý. Trong kiếm đảm có rất nhiều loại kiếm ý, khi Dương Diệp quan sát, trong đó có hai đạo kiếm ý đặc biệt mạnh, một cổ là kiếm ý ngưng tụ thành hình kiếm,
kiếm ý này không phân tán cùng lộn xộn như những kiếm ý khác, mà là ngưng tụ thành hình kiếm, phàm là kiếm ý lao về phía nó đều bị thôn phệ sạch sẽ, bởi vì nó không ngừng thôn phệ kiếm ý, bản thân nó đã ngưng tụ ra ý kiếm, càng lúc càng lớn, từ đó từ 3 thước biến thành 5 thước. Kiếm ý khác không ngưng tụ ra hình dạng gì, nhưng Dương Diệp lại tò mò về kiếm ý này nhất, bởi vì cổ kiếm ý này rất thông minh, hắn cẩn thận quan sát, hắn phát hiện kiếm ý này chuyên sửa mái nhà dột. Chính là chuyên lựa chọn kiếm ý yếu hơn mà giết, nếu gặp kiếm ý mạnh hơn thì nó sẽ ngưng tụ thành hình kiếm trốn đi, nó căn bản không chiến. Thấy cảnh này, Dương Diệp càng xác định, kỳ thật kiếm ý cũng có thể sinh ra linh trí của chính mình. Rất nhanh, sát lục kiếm ý của Dương Diệp cũng gia nhập vào trong đó, hắn cũng lựa chọn giết nhỏ yếu trước, phải nói chuyên môn chiếm tiện nghi. Ví dụ như hai cổ kiếm ý tàn sát lẫn nhau sắp quyết thắng thua, sát lục kiếm ý sẽ xông vào thôn phệ đối phương, Dương Diệp vui mừng chính là, hắn phỏng đoán đúng vậy, những kiếm ý này có thể thôn phệ, hơn nữa sau khi thôn phệ, hắn cảm giác được sát lục kiếm ý càng mạnh hơn trước. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không dám khinh thường, bởi vì những kiếm ý này đều có cảnh giới cao hơn sát lục kiếm ý. Thời gian qua đi, sát lục kiếm ý của Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Mặc kệ sát lục kiếm ý của Dương Diệp hay đạo kiếm ý trí tuệ cao kia, cả hai đều không dám xông vào chém giết với kiếm ý ngưng tụ thành hình kiếm. Bởi vì cho tới bây giờ, kiếm hình kiếm thôn phệ nhiều nhất, cũng là tồn tại mạnh nhất. Không biết qua bao lâu, sau khi Dương Diệp thôn phệ một đạo kiếm ý bị đánh tàn, kiếm ý của hắn trực tiếp đạt tới cửu trọng, đương nhiên, kiếm ý lúc này của hắn đã không thể gọi là sát lục kiếm ý. Bởi vì sau khi hắn dung hợp rất nhiều kiếm ý, sát lục trong kiếm ý bị đồng hóa, dù sao những kiếm ý kia không có cái nào kém hơn sát lục kiếm ý. Hiện tại, trong Hồng Mông Tháp chỉ còn lại 3 cổ kiếm ý. Dương Diệp biết rõ hắn không thể chống lại 2 kiếm ý kia, hắn lập tức khống chế sát lục kiếm ý rời xa. Làm cho Dương Diệp phiền muộn chính là, kiếm ý thông minh cũng cách càng xa, căn bản không đi chém giết với kiếm ý mạnh nhất, nó cũng ôm tâm tư ngư ông đắc lợi. Sau khi kiếm ý ngưng tụ thành hình kiếm dừng lại một lúc, đột nhiên, mũi kiếm kia lao thẳng về phía sát lục kiếm ý của Dương Diệp, làm cho mí mắt của Dương Diệp co giật, hắn không nói 2 lời đã khống chế kiếm ý của mình bay về phía kiếm đảm, kiếm ý bị cắn nuốt sẽ biến mất triệt để, dù sao kiếm ý của hắn không phải lục bình không dễ. Nhưng hắn biết rõ, nếu như kiếm ý của hắn bị cắn nuốt, cảnh giới kiếm ý của hắn giảm xuống, hắn tuyệt đối không muốn gặp tình huống như vậy. Vào thời khắc kiếm ý của Dương Diệp trốn đi, kiếm ý ngưng tụ thành hình kiếm đã đuổi theo kiếm ý của Dương Diệp. Khốn kiếp! Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp không nhịn được nói tục. Kiếm ý của hắn hiện tại là cửu trọng, mà kiếm ý ngưng tụ thành hình kiếm là thập trọng, nhưng lại không phải thập trọng. Dương Diệp không biết đây là kiếm ý gì, nhưng hắn dám khẳng định, cho dù sát lục kiếm ý thập trọng của hắn khẳng định cũng không địch lại, huống chi kiếm ý của hắn hiện tại chỉ là cửu trọng. Làm cho Dương Diệp phiền muộn căm tức chính là kiếm ý có trí tuệ cao kia không rời đi, ngược lại nó còn đuổi theo hắn, gia hỏa này tuyệt đối muốn ngồi làm ngư ông. Kiếm ý của Dương Diệp cách kiếm ý hình kiếm càng ngày càng gần. Rất nhanh, kiếm ý của Dương Diệp bị đuổi kịp. Dương Diệp cười khổ. Thánh địa 1. Bị đuổi kịp, Dương Diệp dứt khoát cá chết lưới rách, thúc giục sát lục kiếm ý điên cuồng tấn công kiếm ý hình kiếm. Mặc dù biết hắn không cách nào chiến thắng kiếm ý hình kiếm nhưng hắn không có thói quen đầu hàng. Cho dù chết, ít nhất cũng phải làm đối phương mất một lớp da. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn cá chết lưới rách, xuất hiện cảnh tượng làm hắn ngạc nhiên, đó là kiếm ý trí tuệ cao vẫn đi theo lại phát động công kích. Không phải công kích kiếm ý của hắn, mà là công kích kiếm ý ngưng tụ thành hình kiếm. Thằng này muốn. Dương Diệp suy nghĩ một lúc, hắn đã hiểu ra. Hắn vốn cho rằng kiếm ý trí tuệ cao tọa sơn quan hổ đấu, nhưng hắn không nghĩ tới lúc kiếm ý của hắn đang chạy trốn, kiếm ý trí tuệ cao lại phát động công kích. Chẳng lẽ nó muốn liên thủ với mình đánh với kiếm ý hình kiếm? Nghĩ vậy, Dương Diệp cảm giác mình phải đánh giá kỹ kiếm ý hình kiếm này rồi. Đương nhiên Dương Diệp không có lựa chọn chạy trốn, hắn muốn dựa vào kiếm ý của mình thử xem có thể đối kháng với kiếm ý hình kiếm hay không, nếu kiếm ý trí tuệ cao đã liên thủ. Như vậy hắn sẽ có cơ hội. Chỉ cần tiêu diệt kiếm ý hình kiếm, sau đó thôn phệ, hắn có lòng tin kiếm ý của mình sẽ tăng lên thận trọng. Đây là một cơ hội. Không do dự, Dương Diệp lập tức thúc giục kiếm ý của mình lao tới. Trong thời gian ngắn, 3 cổ kiếm ý chiến đấu trong Hồng Mông Tháp. Thánh địa,
Thánh địa thuộc về Huyền Giả Đại Lục, nhưng nó lại ở bên ngoài Huyền Giả Đại Lục, bởi vì vị trí thế giới của thánh địa do nhiều tên cường giả thánh giả cảnh ngày xưa liên thủ tê dạo thành không gian. Sở dĩ nói thánh địa thuộc về Huyền Giả Đại Lục, là vì nói cho cùng, thánh địa vẫn nằm trong thế giới Huyền Giả Đại Lục. Nơi này là thiên đường tu luyện, linh khí ở nơi này nhiều gấp 10 lần trên Huyền Giả Đại Lục. Bởi vì rất nhiều cường giả năm đó muốn thánh địa sinh ra nhiều cường giả để chống lại Huyền Giả nghịch loại, cho nên cũng di chuyển linh mạch tốt nhất trên đại lục tới thánh địa, đồng thời, cũng di chuyển rất nhiều đạo thống truyền thừa đỉnh cấp vào trong thánh địa. Tại đây có truyền thừa phù văn hoàn chỉnh nhất, có dược sư truyền thừa hoàn chỉnh nhất, có luyện khí sư truyền thừa hoàn chỉnh nhất, có trận pháp sư truyền thừa hoàn chỉnh nhất, còn có truyền thừa thần bí mà Huyền Giả Đại Lục không còn ghi lại. Có thể nói như thế này, chỉ có tại thánh địa mới biết được lịch sử của Huyền Giả Đại Lục. Sâu trong địa tâm của thánh địa có một tòa tháp chiếm diện tích vài vạn trượng, cao hơn vạn trượng. Tại vị trí sâu nhất của tòa tháp có khóa sắt đen kịt thô to quấn quanh, trên khóa sắt lại có nhiều phù văn thần bí. Chỗ cao nhất của đỉnh tháp là một thanh kiếm. Kiếm dài 4 thước, rộng 3 tấc, toàn thân đỏ thẫm, dường như nó nham thạch nóng chảy vờn quanh thanh kiếm. Trên đỉnh kiếm có chữ chấn, hiện tại chữ chấn có rất nhiều khe hở nhỏ như mạng nhện, dường như nó tùy thời bị phá vỡ thành mảnh nhỏ. Oanh! Đột nhiên, trên tầng cao nhất của đỉnh tháp có tiếng nổ, tầng tháp thứ nhất rung động mạnh, thanh kiếm cũng rung động theo, chữ chấn, trên kiếm xuất hiện vết rách nhỏ khó dò xét ra được. Hai lão giả mặc trường bào màu trắng xuất hiện trên đỉnh tháp. Nhìn chữ chấn, trên thanh kiếm, hai lão giả cau mày. Gần đây rung động càng ngày càng nhiều. Một lão giả có nốt ruồi ở chân mày nói. Một lão giả khác nhìn chữ chấn, suốt nửa ngày, sau đó nói. Thời gian 10 vạn năm cũng không làm Huyền Giả nghịch loại biến mất khỏi thế gian, 10 vạn năm đấy, cho dù là bán thánh cũng không thể sống lâu như vậy, nhưng bọn họ vẫn tồn tại nhiều năm như thế. Bọn họ có lai lịch gì? Lão giả mang nuốt ruồi lắc đầu, nói. Năm đó các vị tổ tiên cũng không biết lai lịch của Huyền Giả nghịch loại, chúng ta làm sao biết được? Sư huynh, sớm nhất 1 năm, chậm nhất 3 năm, Minh Sát tầng thứ nhất sẽ đi ra, một khi hắn đi ra nhất định sẽ trấn vỡ kiếm tổ. Đến lúc đó, chỉ sợ những kẻ ở dưới hắn sẽ thức tỉnh. Bọn chúng đã tỉnh. Một lão giả khác nói. Sắc mặt lão giả mang nuốt ruồi co giật, nói. Làm sao có thể, tại sao bọn chúng? Bởi vì bọn chúng biết rõ, với nhân số của bọn chúng, cho dù phá tan phong ấn cũng sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Cho nên, bọn họ đang có thêm Huyền Giả nghịch loại tỉnh lại. Ha ha, Huyền Giả nghịch loại cũng học thông minh, vậy mà học được liên thủ. Nếu năm đó lúc bọn chúng tiến vào Huyền Giả Đại Lục mà không nội đấu, bọn chúng cũng không rơi vào kết cục hôm nay. Sư huynh, nếu như xuất hiện một bộ phận Huyền Giả nghịch loại, chúng ta tự nhiên có thể đối phó, nhưng nếu những Huyền Giả nghịch loại trong tháp bộc phát toàn lực, đến lúc đó, thánh địa chúng ta không thể ngăn cản. Lão giả mang nuốt ruồi ngưng trọng nói, bởi vì tòa tháp này không chỉ trấn áp Huyền Giả nghịch loại bán thánh giai, mà là cường giả Huyền Giả nghịch loại tương đương thánh giả cảnh. Đúng lúc này, đột nhiên ánh mắt của lão giả nhìn ra xa xa giống như xuyên qua không gian, sau khi im lặng nửa ngày, sau đó nói. 50 cường giả hoàng giả cảnh đi Huyền Giả Đại Lục chỉ có một người trở về, tên bán thánh kia còn mạnh hơn chúng ta nghĩ quá nhiều. Cái gì? Đồng tử của lão giả co rút lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, sau khi hắn nhắm mắt suốt nửa ngày, rất nhanh, hắn đã nhận được tin tức. Một lão giả khác lắc đầu, nói. Một bước sai lại làm thành địa tổn thất 50 hoàng giả cảnh cửu phẩm, ha ha. Im lặng nửa ngày, lão giả mãng nốt rồi nói, sư huynh, hôm nay chúng ta nên làm như thế nào? Người thánh địa chúng ta có thể chết vô ích hay sao? Lão giả nói, bán thánh và Dương Diệp khiêu khích thánh địa ta như thế, nếu thánh địa ta không diệt bọn chúng, thánh địa ta còn uy nghiêm gì? Đặc biệt là Dương Diệp, người này phải trừ. Nếu không hắn sẽ trở thành tiêu giao tử khác. Ta không muốn thánh địa chúng ta xuất hiện tình huống năm đó. Nghe được 3 chữ tiêu giao tử, sắc mặt lão giả mang nốt ruồi co giật, bởi vì bọn họ năm đó xem thường người Huyền Giả Đại Lục tới, làm cho thánh địa lúc ấy mất sạch mặt mũi. Im lặng nửa ngày, lão giả mang nốt ruồi nói. Chẳng lẽ chúng ta phải ra khỏi thánh địa? Lão giả lắc đầu, nói. Cái giá quá lớn. Vài chục hoàng giả cảnh chết không ảnh hưởng tới căn cơ của thánh địa, nhưng bán thánh, chúng ta không tốn thất nổi.
bảo người liên lạc với ba vị bán thánh của yêu tộc và ma tộc cùng hải tộc trên huyền giả đại lục, nói chỉ cần bọn họ nguyện ý ra tay kiềm chế tên bán thánh kia, thánh địa ta nguyện ý xuất ra ba viên thánh linh quả. Lão giả mang nuốt ruồi động dung, bởi vì thánh linh quả có thể gia tăng tuổi thọ của cường giả bán thánh, cũng chỉ có thánh linh quả mới có thể gia tăng tuổi thọ của cường giả bán thánh, đối với bán thánh mà nói, đây là điều kiện rất mê người. Một gã bán thánh liều mạng đánh cược một lần, cường giả hoàng giả cảnh của chúng ta hẳn phải chết, cho dù là ba gã bán thánh kiềm chế, trừ phi ba bán thánh kia nguyện ý dùng hết toàn lực, nhưng hiển nhiên bọn họ không có khả năng làm thế. Lão giả mang nuốt ruồi trầm giọng nói. Lão giả lắc đầu, nói. Ta chỉ cần bọn họ kiềm chế tên bán thánh kia, làm cho hắn tiếp tục tuân thủ quy củ hoàng giả cảnh trở xuống không ra tay trên huyền giả đại lục. Lão giả mang nuốt ruồi nao nao, sau đó hắn hiểu rõ, nói. Ngươi chuẩn bị phái ai? Là Diệt Tà. Lão giả nói. Diệt Tà. Lão giả mang nuốt ruồi sững sờ, sau đó nói. Nếu Dương Diệp thì triển bí pháp và kiếm kỹ kinh khủng kia. Lão giả lắc đầu, nói. Hắn tuyệt đối không thể thi triển, bí pháp kia không phải không có di chứng. Cho dù hắn có bán thánh tương trợ vượt qua di chứng, nhưng tuyệt đối không dám liên tục thi triển trong thời gian ngắn, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới căn cơ của hắn, cho dù hắn nguyện ý, sư phụ hắn cũng không đồng ý. Tuy kẻ này là người huyền giả đại lục, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất yêu nghiệt, Diệp Tà có thể đối phó được hắn hay không? Lão giả mang nuốt ruồi trầm giọng hỏi. Cách đây không lâu, Diệp Tà đã chém giết một đầu tà ma hoàng cấp. Nói xong câu đó, lão giả trực tiếp biến mất tại chỗ. Lão giả mang nuốt ruồi sững sờ, sau đó hắn cười nói. Như thế rất tốt, chỉ sợ hắn bài danh thứ 8 sẽ tăng lên bài danh thứ 7. Nói xong câu này, thân thể hắn biến mất tại chỗ. Rốt cuộc bản thiếu gia cũng sắp thoát khốn, 10 vạn năm nha, ha ha. Đột nhiên đỉnh tháp phát ra tiếng nổ lớn. Sau khi tiếng nổ lớn vang lên, chữ chấn, lại rung động mạnh. Hai ngày sau, huyền giả đại ục. Oanh! Lúc này, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp huyền giả đại lục sinh ra. Sau đó là thần lôi đầy trời, nham thạch nóng chảy trào lên mặt đất. Hiện tại, tất cả cường giả ngoài hoàng giả cảnh trên huyền giả đại và ục đều cau mày khi nghe thấy tiếng nổ này. Bởi vì có bán thánh vẫn lạc. Trong hư không, hai tay Mạc lão thả lỏng phía sau. Khóe miệng còn xuất hiện một vết máu tươi, trên trán của hắn còn có một chữ, nhân. Đột nhiên, chữ, nhân, trên trán Mạc lão biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, một lão già tóc bạc và lão già áo đen xuất hiện chung quanh Mạc lão. Các hạ vẫn ẩn giấu thực lực. Lão già áo đen trầm giọng nói, trong mắt hắn mang theo ngưng trọng chưa từng có. Bởi vì dùng thực lực của hắn, hắn có lẽ có thể đánh bại La Thiên, nhưng tuyệt đối không giết được. Nhưng người thủ mộ trước mặt lại có thể giết. Nói cách khác, thực lực đối phương còn trên cả hắn. Mạc lão nhìn hai người, nói. Các ngươi ra tay, ta tự tin còn có thể giết một người, cứ thử hay không? Lão già tóc bạc cùng người áo đen nheo mắt nhìn, người trước mặt lấy tự tin ở đâu ra? Mạc lão không có để ý hai người, mà là ngẩng đầu nhìn vào hư không, hắn cau mày nhìn nơi đó. Đối thủ của hắn không phải huyền giả nghịch loại. Cũng không phải những bán thánh này, cũng không phải người thánh địa, mà là phiến hư không này. Nếu tăng thêm ta thì sao? Ngươi có tự tin giết một người hay không? Đúng lúc này, một lão giả áo lam xuất hiện. Mạc lão thu hồi ánh mắt, hắn nhìn đối phương, nói. Hải Hoàng, không nghĩ tới lão bất tử ngươi không tham gia huyền giả đại lục tranh đấu lại tới đây. Ta rất tò mò, rốt cuộc thánh địa làm cách nào mời ba người sắp xuống mổ các ngươi xuất thế. Chuyện trên huyền giả đại lục, hải tộc ta không tham dự vào, nhưng lần này thánh địa cho đồ vật làm ta không cách nào cự tuyệt. Lão giả áo lam nói. Mạc lão cười khẽ, nói. Các ngươi là người sắp hao hết thọ nguyên, đồ vật có thể làm cho các ngươi động tâm chính là nguyên linh thánh quả giúp bán thánh cảnh tăng 300 năm thọ nguyên. Ta cũng không nói nhảm, ra tay đi, ta muốn xem ta có thể lấy mạng một bán thánh hay không. Hải Hoàng nhắm mắt lại, nói. Các hạ tự tin như vậy. Thử xem. Mạc lão nói. Cường giả bán thánh nào mà không có tính tình. Hải Hoàng đang muốn ra tay, lão giả áo đen bên cạnh đã ngăn cản Hải Hoàng, sau đó nói. Một quả thánh linh quả không đáng chúng ta dốc sức liều mạng. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc lão, nói.
Ba người chúng ta hôm nay đến đây không muốn đánh nhau, chỉ có một yêu cầu, đó chính là từ nay về sau, tất cả mọi người tiếp tục tuân thủ ước định cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp đạt tới hoàng giả cảnh, ước định này sẽ hết hiệu lực, như thế nào? Mạc lão nhìn ba người, sau đó nói. Nhớ kỹ các ngươi lời nói, nếu có cường giả hoàng giả cảnh ra tay với hắn, ta không phải giết một người, mà là một vực. Các hạ quá tự tin. Hải Hoàng trầm giọng nói. Ngươi mạnh hơn La Thiên bao nhiêu? Đột nhiên Mạc lão nhìn về phía Hải Hoàng. Sắc mặt Hải Hoàng biến hóa, hắn chỉ mạnh hơn La Thiên một chút mà thôi, nhưng không hề nghi ngờ, hắn không cách nào đánh chết La Thiên. Ta đã có thể giết hắn, chẳng lẽ không thể giết ngươi sao? Mạc lão nói. Sắc mặt Hải Hoàng vô cùng khó coi, cuối cùng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, phóng một câu ngoan thoại, nói. Cho dù ngươi có thể thắng ta, ta nhất định có thể làm cho ngươi trả cái giá thê thảm. Mạc lão lắc đầu cười cười, sau đó nói. Tốt, đừng nói nhảm. Đúng rồi, sở dĩ ta đáp ứng các ngươi, không phải sợ hãi các ngươi, ta chỉ không muốn tiểu tử kia ở lại vào ta, hắn cần trưởng thành, không hơn. Nói xong, Mạc lão trực tiếp biến mất tại chỗ. Chỉ sợ thực lực người này đã đạt tới bán thánh đỉnh phong. Mạc lão đi rồi. Lão giả áo đen trầm giọng nói. Tuy hắn giết La Thiên, nhưng hắn nhất định cũng bị thương, ba người chúng ta liên thủ có thể giết hắn, không phải sao? Hải Hoàng nói. Có lẽ hắn không thể giết một người trong chúng ta, nhưng tuyệt đối có thể làm chúng ta trọng thương. Lão già tóc bạc nói. Một quả thánh linh quả, Hải Hoàng, người cảm thấy đáng giá cho chúng ta liều mạng với một bán thánh sao? Hải Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói. Lúc này không giết hắn, chờ sau khi hắn chữa thương xong, khi đó cho dù chúng ta muốn giết cũng giết không được. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp biến mất tại chỗ. Người này rất hy vọng chúng ta liều mạng với Mạc lão kia. Hải Hoàng đi rồi, lão giả áo đen nói. Lão giả tóc bạc lắc đầu, không nói gì, hắn quay người đi một bước, sau đó cũng biến mất. Thánh địa thật sự không nơi nào không có. Lão giả áo đen nói một tiếng. Sau đó hắn cũng biến mất. Sau khi ba người vừa biến mất, lại có một trung niên xuất hiện tại nơi này, nếu như người cổ vực thành xuất hiện ở đây sẽ phát hiện, người này chính là thành chủ cổ vực thành. Nhìn chung quanh, thành chủ cổ vực thành nở nụ cười quỷ dị, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Sau khi thành chủ cổ vực thành biến mất, không gian lại chấn động, lúc này Mạc lão xuất hiện lần nữa. Nhìn hướng thành chủ cổ vực thành rời đi, ánh mắt Mạc lão nhíu lại. Chấm. Hồng Mông Tháp. Trải qua chém giết suốt hai ngày qua, kiếm ý của Dương Diệp cùng và kiếm ý trí tuệ cao dần dần chiếm thế thượng phong, Dương Diệp cũng tươi cười nhiều hơn. Sau khi đám người Hiểu Vũ Tịch nhìn thấy biểu lộ của Dương Diệp thì yên lòng, mấy ngày qua, vẻ mặt của Dương Diệp không ngừng biến ảo, một hồi đắng chát, một hồi ngạc nhiên, một hồi mừng rỡ. Mỗi một lần Dương Diệp biến ảo vẻ mặt đều làm cho đám người Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch rung động. Bởi vì các nàng không biết kiếm đảm đang xảy ra chuyện gì trong cơ thể của Dương Diệp, cũng không biết Dương Diệp có thể khỏi hay không. Cũng may bắt đầu từ sáng thứ hai, trên mặt Dương Diệp đã xuất hiện nụ cười, từ đó tảng đá lớn đè nặng nội tâm các nàng đã rơi xuống. Trong Hồng Mông Tháp, kiếm ý thông minh đã liên thủ với kiếm ý của Dương Diệp áp chế kiếm ý hình kiếm bắt đầu bại lui, thẳng đến cuối cùng, kiếm ý hình kiếm bắt đầu chạy trốn. Việc này làm Dương Diệp vui mừng. Đương nhiên hắn sẽ không buông tha cơ hội này, hắn lập tức thúc giục kiếm ý thừa thắng xông lên. Mà kiếm ý thông minh cũng thế, cả hai điên cuồng truy kích kiếm ý hình kiếm. Sau khi đuổi theo một giờ, đột nhiên kiếm ý hình kiếm dừng lại, sau đó nằm ở trước mặt kiếm ý của Dương Diệp, nó vẫn không nhúc nhích. Dương Diệp sửng sốt, kiếm ý thông minh cũng sửng sốt, nó ngừng tại chỗ không có hành động. Đây là đầu hàng. Dương Diệp sững sờ. Trong đầu xuất hiện ý niệm hoang đường như thế, quả thật có chút hoang đường, một kiếm ý lại biết đầu hàng. Đúng lúc này, kiếm ý liên thủ với Dương Diệp cũng học theo kiếm ý hình kiếm phủ phục trước kiếm ý của Dương Diệp. Hai kiếm ý này theo bản năng biểu đạt cái gì đó, nhưng việc này, ảm Dương Diệp khó xử, dù sao hắn không phải kiếm ý, hắn là người. Ba cổ kiếm ý lúc trước còn liều người chết ta sống, nhưng bây giờ lại xuất hiện cảnh này. Không biết qua bao lâu. Dương Diệp mới hiểu ý của hai kiếm ý kia. Hai kiếm ý này là cường giả kiếm đạo năm xưa lưu lại, kỳ thật cũng không tính là kiếm ý nguyên vẹn, chỉ cần bị phá hủy,
chúng sẽ biến mất trong thế giới này, dù chúng hôm nay thôn phệ rất nhiều kiếm ý, bản thân kiếm ý biến dị chút ít nhưng vẫn không cải biến sự thật của chúng. Chúng là lục bình không dễ, chết một lần sẽ mất đi. Kiếm ý của Dương Diệp sẽ không, chỉ cần hắn còn sống, kiếm ý sẽ phục sinh vô hạn. Hiện tại hai kiếm ý kia muốn chủ động dung hợp với kiếm ý của Dương Diệp, là dung hợp mà không phải thôn phệ. Thôn phệ là trực tiếp xóa đi linh trí của chúng, mà dung hợp thì giữ lại linh trí của chúng, từ loại trình độ nào đó mà nói, chúng vẫn là chính mình. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, chỉ cần bọn chúng dung nhập với kiếm ý của Dương Diệp, như vậy về sau chúng không còn là lục bình không dễ. Chỉ cần Dương Diệp không chết, như vậy bọn chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Đương nhiên, kiếm ý hình kiềm lựa chọn làm như thế là vì nó không có lựa chọn khác. Lúc đối mặt với nguy hiểm, nó phải lựa chọn có lợi cho nó nhất. Kiếm ý còn lại có linh trí tương đối cao, nó biết rõ, cho dù nó thôn phệ kiếm ý của Dương Diệp và kiếm ý hình kiếm, cuối cùng cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì một khi nó tử vong một lần, nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Dương Diệp im lặng nửa ngày, cuối cùng hắn quyết định thử xem chính mình lựa chọn có đúng hay không, hắn điên cuồng thúc giục kiếm ý của mình. Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Kiếm ý hình kiếm và kiếm ý thông minh chủ động tiến vào kiếm ý của Dương Diệp. Dung hợp kiếm ý, cũng không có khó như tưởng tượng của Dương Diệp, bởi vì lúc này ba cổ kiếm ý đều rất phối hợp, không có một chút kháng cự, thực sự không có đơn giản như vậy, bởi vì lúc này ba loại kiếm ý còn ẩn chứa vô số kiếm ý khác nhau, muốn dung hợp chúng thành kiếm ý hoàn toàn mới cần Dương Diệp thăm dò mới được. Nói đơn giản một chút chính là cần thời gian. Thời khắc Dương Diệp dung hợp kiếm ý, trung vực phát sinh vài đại. La đạo vẫn lạc, đỉnh Hán đế quốc không có bán thánh, tăng thêm đỉnh Hán đế quốc lại tổn thất 4 gã cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, từ đó làm cho đỉnh Hán đế quốc tổn thương gân cốt, không còn có lực trấn nhiếp những cái kia thế gia cùng tông môn trung vực. Tăng thêm đỉnh Hán đế quốc trước kia bá đạo và La Tuấn làm việc quá mức, đặc biệt khi La Tuấn vi triệu hoán cường giả viễn cổ đã tàn sát mây ngàn vạn người bại lộ ra ngoài, thanh danh của đỉnh Hán đế quốc rớt xuống ngàn trượng. Thanh danh của nhân hoàng La Tuấn cũng triệt để thối, trở thành nhân hoàng có tiếng xấu lớn nhất lịch sử đến nay. Bởi vậy, vô số thế gia cùng tông môn liên tục tuyên bố giải trừ liên minh với đỉnh Hán đế quốc. Sau khi giải trừ liên minh với đỉnh Hán đế quốc, những thế gia cùng tông môn kia liên tục phái sứ giả đi vào cổ vực thành. Không phải bọn họ muốn đến, mà là không thể không đến, bởi vì thế giới loài người hôm nay chỉ có một gã bán thánh. Đối với những thế gia cùng tông môn lấy lòng, Đinh Thực Dược đưa ra một tuyến rõ ràng, sau đó cũng lấy lòng, dù sao Nam Vực không phải muốn hủy diệt thế giới loài người, muốn thế lực càng lúc càng lớn, chỉ có thể hấp thu nhiều người vào trong Nam Vực, như vậy mới có thể giúp thế lực Nam Vực lớn hơn trước. Nhưng nàng không thu nạp tất cả thế gia cùng tông môn, nàng sẽ điều tra đối phương là ai, ví dụ như Mạc Gia rời đi lần trước. Không có người ưa thích người vứt bỏ đồng đội vào thời khắc nguy hiểm. Theo ý của nàng, nàng muốn diệt sạch Mạc Gia, đúng thế, Nam Vực hiện tại có thực lực này. Nhưng nàng không có làm như vậy, bởi vì Mạc Gia có chút quan hệ với Dương Diệp, cho nên nàng quyết định chờ Dương Diệp tỉnh lại sẽ tự giải quyết. Sau khi liên hợp rất nhiều thế gia cùng tông môn trung vực, chuyện thứ nhất Đinh Thực Dược làm chính là thanh trừ tất cả hải tộc trong loạn ma hải, đương nhiên hải tộc sẽ không ngồi chờ chết, nhưng sau khi bị đại quân của Nam Vực nghiền áp, bọn chúng không có năng lực phản kháng. Lúc này Nam Vực liên hợp các thế lực trung vực đã có thực lực chống lại đỉnh Hán đế quốc. Sau khi Đinh Thực Dược thanh trừ loạn ma hải, nàng đã nối liền Nam Vực đến cổ vực thành và loạn ma hải thành một dãy, đồng thời, nàng cũng di chuyển đại quân cổ vực thành đến loạn ma hải. Mọi người đều biết ý định của nàng. Mọi người cũng hiểu rõ, chờ sau khi Dương Diệp tỉnh lại, chính là lúc đại quân Nam Vực sẽ tiến vào trung vực. Đỉnh Hán đế quốc lúc này có thể đối kháng Nam Vực sao? Dương Diệp không tỉnh, có lẽ có thể, nhưng Dương Diệp tỉnh lại, đỉnh Hán đế quốc lấy cái gì đến chống cự? Trong hoàng cung đỉnh Hán đế quốc, lúc này đang diễn ra triều hội, nhưng trên đại điện lại yên tĩnh tới mức đáng sợ. Lúc này không phải La Tuấn ngồi trên ngai vàng, hắn bị hoàng đế triệt tiêu, người ngồi chính là Hán Hoàng. Chiến hay hòa? Đột nhiên giọng nói của Hán Hoàng vang lên giữa sân, thân thể mọi người không nhịn ngừng run lên. Không hề nghi ngờ. Thực lực và uy vọng của Hán Hoàng còn hơn xa La Tuấn, nhưng không có cách nào, thực lực của hắn mạnh, uy vọng cao cũng không thể chống nổi một câu của La Thiên. Không có người trả lời Hán Hoàng, ai trả lời thì ai không may.
Bởi vì tình huống của đỉnh Hán đế quốc lúc này không có quyền lựa chọn, chiến hay hòa đều nằm trong tay Nam vực. Đương nhiên là chiến. Đúng lúc này, có giọng nói vang lên bên ngoài đại điện, sau đó một nam tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy hai người, sắc mặt mọi người biến hóa, bởi vì người đến là người của thánh địa. Kỳ thật đối với thánh địa, các đại thần của Hán đế quốc hay Hán hoàng đều không có hảo cảm gì, bởi vì nếu như không phải thánh địa xui khiến trước, đỉnh Hán đế quốc hôm nay tuyệt đối không bốn bề thọ địch. Tuy bất mãn thánh địa, nhưng mọi người lại không dám lộ ra ngoài. Trái lại, trong lòng mọi người vẫn thở ra một hơi, ít nhất đỉnh Hán đế quốc còn có một ngoại viện, không đến mức rơi vào tình huống tứ cố vô thân. Hán hoàng nhìn hai người, sau đó nói. Ta nhận được tin tức là ba người, tại sao chỉ có hai người các ngươi? Nam tử hơi thi lễ với Hán hoàng, nói. Trận Vân bái kiến Hán hoàng, lại trả lời Hán hoàng, sư huynh của ta hắn tính tình hiếu chiến. Lúc này hắn đã đi khiêu chiến cường giả hoàng giả cảnh của Huyền giả đại lục, kính xin Hán hoàng thứ lỗi. Nhìn thấy nam tử hành lễ với Hán hoàng, mọi người trong triều cũng hơi có hảo cảm với người này, người thánh địa hiểu lễ nghi cũng không nhiều. Sư huynh của ngươi là cường giả hoàng giả cảnh. Có một đại thần lên tiếng hỏi. Thuận Vân lắc đầu, cười nói. Hắn chỉ là tôn giả cảnh bát phẩm. Mọi người khiếp sợ, có người nói. Chỉ là tôn giả cảnh bát phẩm. Hắn đi khiêu chiến hoàng giả cảnh. Vô chi. Đúng lúc này, nữ tử bên cạnh Trận Vân cười lạnh nói. Tôn giả cảnh khiêu chiến hoàng giả cảnh cũng không phải không được, sở dĩ Huyền giả đại lục các ngươi không có xuất hiện loại người này là vì các ngươi không gặp cường giả chân chính. Tại thánh địa ta, đừng nói tôn giả cảnh có thể khiêu chiến hoàng giả cảnh, có rất nhiều người vượt cấp giết hoàng giả cảnh. Trận Linh không được vô lễ. Trận Vân khiển trách một tiếng, nói. Tuy chúng ta là trận pháp sư, nhưng cũng là một huyền giả, thân là huyền giả, không thể khinh thường bất cứ đối thủ nào. Tại sao Tả Đăng Phong và Yêu Dạ lại chết trong Huyền giả đại lục? Ta tin tưởng, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn họ vô cùng khinh thường huyền giả trên đại lục mà thôi. Trận Linh bĩu môi, nói. Ta cũng không tin Dương Diệp kia có thể chiến thắng Diệp Tà sư huynh. Trận Vân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hán Hoàng, nói. Hán Hoàng, thánh địa chúng ta đã ước định với sư phụ của Dương Diệp, cường giả hoàng giả cảnh không được ra tay. Bởi vậy, ba người chúng ta đến Huyền giả đại lục chủ yếu và trợ giúp đỉnh Hán đế quốc ngăn cản đại quân Nam vực. Chỉ ba người các ngươi. Hán Hoàng nhíu mày, trong nội tâm rất bất mãn với thánh địa, chẳng lẽ thánh địa ăn thua thiệt chưa đủ sao? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn xem thường Dương Diệp? Đương nhiên không phải. Trận Vân cười nói. Chúng ta tương trợ to lớn cho đỉnh Hán đế quốc đấy. Hán Hoàng trầm giọng nói. Không phải ta không tin tưởng thực lực các ngươi muốn thanh trừ, Dương Diệp cũng không phải huyền giả phổ thông, cho dù hắn đi thánh địa cũng là thiên tài thượng đẳng. Còn nữa, thế lực Nam vực hiện tại đã vượt qua đỉnh Hán đế quốc chúng ta, nếu đại quân đánh tới, đỉnh Hán đế quốc ta không có khả năng ngăn cản nổi. Trận Vân cười nói. Hán Hoàng yên tâm, Dương Diệp giao cho sư huynh ta là được. Về phần đại quân Nam vực, giao cho huynh muội ta là đủ, đương nhiên, huynh muội ta cần đỉnh Hán đế quốc ủng hộ. Hán Hoàng dò xét huynh muội Trận Vân một lúc, sau đó nói. Hai vị mới là tôn giả cảnh thất phẩm, làm sao có lòng tin đối kháng đại quân Nam vực? Không phải bổn hoàng không tin hai vị, việc này quan hệ tới tính mạng trăm vạn tướng sĩ đỉnh Hán đế quốc của ta, bổn hoàng nhất định phải cẩn thận mới được. Hừ, Trận Linh hừ lạnh một tiếng. Sau đó lấy ra ba viên cờ tùy tiện ném ra ngoài, viên cờ rơi xuống tạo thành góc tam giác trong đại điện, sau đó Trận Linh lại lấy ra ba khối năng lượng thạch siêu phẩm nhét vào trong tam giác. Ba khối năng lượng thạch bắt đầu thiêu đốt, đột nhiên, mọi người cảm thấy thế giới chung quanh biến hóa. Trong tầm mắt mọi người tà một phiên hỏa diễm và nham thạch nóng chảy. Ngọn lửa kia và nham thạch nóng chảy tỏa ra sức nóng vô cùng chân thật, trình diện chân thật làm vô số người hét lên sợ hãi. Nhìn hỏa diễm chân thật cùng nham thạch nóng chảy trước mặt, sắc mặt Hán Hoàng ngưng trọng, bởi vì dùng thực lực hoàng giả cảnh của hắn lại không nhìn ra trận pháp này là ảo cảnh hay chân thật. Mặc dù hắn có phần bất mãn với thánh địa nhưng hắn không thể không thừa nhận, thánh địa rất mạnh, thật đáng tiếc cường giả bán thánh của thánh địa không cách nào ra ngoài, bằng không thì, Nam vực. Tiêu vong trong nháy mắt. Trận Vân phất phất tay, cảnh tượng trong đại điện khôi phục bình thường, Trận Vân nói. Ta cùng với muội muội ta là võ giả,
nhưng chúng ta cũng là một thuận pháp sư, tại thánh địa, trận pháp của chúng ta không tính là đỉnh cấp, nhưng trên huyền giả đại lục này, ta nghĩ, trừ khi cường giả hoàng giả cảnh ra tay, nếu không cường giả tôn giả cảnh tuyệt đối không có khả năng bài trừ trận pháp của chúng ta. Chỉ cần cho ta và muội muội ta một chút thời gian, chúng ta có thể bố trí siêu cấp đại trận như loạn ma hải vực. Dương Diệp có kiếm tâm thông minh, ảo trận của các ngươi không dùng được với hắn. Hán Hoàng trầm giọng nói. Trận Linh không vui nói. Không phải ca ca ta nói rồi sao? Dương Diệp sẽ bị Diệp Tà sư huynh thu thập, huynh muội chúng ta không phải đối phó Dương Diệp, mà là trợ giúp đại quân của ngươi đối phó đại quân của Nam Vực. Trận Vân cũng nói. Ta biết Hán Hoàng đang lo lắng cái gì, ta cũng hiểu, dù sao thánh địa ta đã chết mười mấy tên thiên tài trong tay Dương Diệp. Nhưng nếu ta nói, Hán Hoàng hoàn toàn không cần phải lo lắng, bởi vì Dương Diệp tuyệt đối không khả năng chiến thắng sư huynh của ta, trừ phi hắn có thể cưỡng ép thi triển bí pháp tăng cường thực lực kia, ta lại nghĩ hắn không dám. Bởi vì như vậy cho dù hắn thắng, cảnh giới của hắn cũng bất ổn, sẽ rơi xuống đến linh giả cảnh. Hán Hoàng còn muốn nói điều gì đó, lúc này, không gian trước mặt Hán Hoàng đã rung động, từng truyền âm phù xuất hiện trong đầu Hán. Hoàng, sau nửa ngày, đồng tử Hán Hoàng co rút lại, khiếp sợ nhìn về phía huynh muội Trận Vân, nói. Sư huynh của hai vị là Mạc Diệp Tà. Trận Vân gật đầu, nói có tin tức của sư huynh ta. Hán Hoàng gật đầu, nói. Hai canh giờ trước, một nam tử gọi là Mạc Diệp Tà đi Thượng Tiêu Tông, sau đó khiêu chiến một trưởng lão hoàng giả cảnh nhị phẩm của Thượng Tiêu Tông, không đến nửa canh giờ, cường giả hoàng giả cảnh của Thượng Tiêu Tông nhận thua. Nửa canh giờ sau, người này lại đi Vô Cực Tông, cũng như lúc trước, cường giả hoàng giả cảnh của Vô Cực Tông đã tranh tài với hắn nửa giờ và nhận thua. Thanh Nguyên Tông cũng như thế. Hiện tại, hắn đi Nam Vực. Loạn Ma Hải. Lúc này Đinh Thược Dược và đại quân Nam Vực nhìn người phía trước, có một thanh niên đứng cách bọn họ không xa, thanh niên thân mặc trường bào màu trắng, trên ngực trái của hắn có thiếu một chữ thánh. Thanh niên tuổi không lớn lắm, hắn khoảng 20 tuổi, trong miệng ngậm một cọng cỏ dại không biết tên, khóe miệng còn nở nụ cười vui vẻ, tăng thêm mái tóc dài xóa tung tới hông của mình, thanh niên này càng nhìn càng tà khí. Các hạ chắc hẳn là thiên tài thánh địa, để cho ta đoán xem, có lẽ bài danh của người trong thánh địa còn trên yêu dạ, đúng không? Ninh Thược Dược nói. Thanh niên phun cọng cỏ dại ra, hắn cười nói. Người đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng. Ninh Thược Dược cười nhạt, nói. Kỳ thật, ta rất không rõ, người và Tả Đăng Phong cùng với yêu dạ, các ngươi không tính là yêu nghiệt đỉnh cấp của thánh địa, vì sao thánh địa lại phái kẻ yếu tới trước mà không phải phái kẻ mạnh nhất tới? Nếu như các ngươi bắt đầu phái thiên tài mạnh nhất tới, có lẽ Tả Đăng Phong cùng yêu giả đã không chết. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Thanh niên cười nói. Đầu tiên, ta thừa nhận, Dương Diệp có thể tru sát Tả Đăng Phong cùng yêu giả, thực lực của hắn khẳng định có chỗ hơn người, cho dù trong thế hệ trẻ của thánh địa, hắn tuyệt đối có thể sắp xếp hàng thượng đẳng. Nhưng không hơn, người trong top 5 của thánh bảng vẫn không đặt Dương Diệp vào trong mắt, ngươi hiểu chưa? Cao ngạo và cuồng vọng sẽ dẫn tới tử vong. Ninh Thược Dược nói. Thanh niên tươi cười gật đầu, nói. Ta tán thành lời này của ngươi, nhưng ta phải nói, ngươi sai rồi. Bọn họ cao ngạo, bọn họ cuồng vọng, là vì bọn họ thực sự có thực lực kia. Kỳ thật Nam Vực các ngươi đối địch với thánh địa chúng ta là hành vi ngu xuẩn, sở dĩ thánh địa chúng ta lúc này không diệt các ngươi, đó là bởi vì cần phải đối phó huyền giả nghịch loại, nếu như không có huyền giả nghịch loại. Diệt các ngươi, kể cả tên bán thánh kia cũng không cần phí sức. Sự thật là thánh địa các ngươi đã bị diệt toàn quân. Ninh Thược Dược nói. Thanh niên cười cười, nói. Không nói những việc này, về sau các ngươi tự biết thực lực và nội tình chân chính của thánh địa chúng ta, bây giờ nói nhiều thì ngươi cho rằng ta đang khoác lác, là đang hù dọa các ngươi. Đến đây đi, bảo Dương Diệp đi ra đánh một trận với ta, nếu ta bại, ta sẽ rời đi. Ninh Thược Dược cảm thấy ngoài ý muốn nói. Ta còn tưởng rằng cảm giác mình sẽ thắng chắc đấy, người cảm thấy người thất bại sẽ đi được sao? Thanh niên khoát tay, nói. Ta chỉ tới khiêu chiến Dương Diệp, cũng không phải tới phân sinh tử với hắn, tuy ta là người thánh địa nhưng sẽ không vì những việc này mà giêu mạng của mình, hành vi như vậy thật sự là quá ngu xuẩn. Đương nhiên, nếu Dương Diệp bại, chỉ cần hắn có bản lĩnh, hắn sẽ sống sót, nhưng khi đó Nam Vực các ngươi sẽ thê thảm. Bởi vì dưới hoàng giả cảnh, trừ kiếm hoàng hắn có kiếm tâm thông minh ra,
không còn ai có khả năng đối phó trận pháp của sư đệ và sư muội của ta. Ngươi không phải một mình tới. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Đương nhiên. Thanh niên nói. Ta chỉ đối phó Dương Diệp, sẽ có người khác ứng phó đại quân của ngươi. Tốt rồi, chúng ta đừng nói nhảm, bảo Dương Diệp xuất hiện đi, ta rất tò mò kiếm hoàng là người thế nào, dám bỏ qua thánh địa chúng ta, càng hao tổn kiếm tổ và đao tổ của thánh địa. Đinh Thược Dược im lặng, Dương Diệp lúc này vẫn chưa tỉnh lại, làm sao có thể xuất chiến. Thi tổ trước đó bị thương chưa khỏi, nó cũng không thể xuất chiến. Trong Nam vực còn ai có thực lực đánh một trận với đối phương? Đáp án dĩ nhiên ta không có. Chẳng lẽ Dương Diệp trước đó cưỡng ép gia tăng thực dực sưu dại di chứng, hiện tại không thể xuất chiến? Thanh niên cười quỷ dị nói. Nếu là như vậy, ta sẽ không khách khí. Tuy ta không cách nào kích giết đại quân các ngươi, nhưng dùng thực lực của ta, mỗi ngày giết hơn vài chục huyền giả tôn giả cảnh sau đó nghênh ngang rời đi vẫn làm được. Oanh! Đúng lúc này, trên bầu trời loạn ma hải xuất hiện quái vật khổng lồ dài gần trăm trượng, những đại vật kia có hình thuyền, nhưng lại hơi khác, bởi vì quái vật dẫn đầu dài gần trăm trượng có nhiều họng pháo đen kịt dài mấy trượng nhô ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chấn động. Đây là Vân Hạm. Ninh Thược Dược nói. Không nghĩ tới thánh địa lần này mang Vân Hạm tới. Vân Hạm và Hải Hạm đều là đồ vật thuộc về thời đại hoang cổ, nhưng tác dụng của Vân Hạm lại khác, nó có uy lực vượt xa Hải Hạm rất nhiều. Giống như hiện tại, Vân Hạm có thể bay, hơn nữa nó có thể chở được vài vạn người, mà Hải Hạm lại không thể. Trọng yếu nhất chính là Vân Hạm bắn ra pháo hạm uy hiếp được hoàng giả cảnh, cũng như trận pháp công kích của Hải Hạm, dù là giống nhau nhưng uy lực của Hải Hạm không sánh bằng Vân Hạm. Ninh Thược Dược không nghĩ tới thánh địa lại mang Vân Hạm tới, hơn nữa còn mang hơn trăm chiếc tới. Đến thật nhanh. Thanh niên trên Vân Hạm cười nói. Dương Diệp không đi ra, cũng đã không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần ta chế trụ hắn, Nam vực các ngươi sẽ bị Vân Hạm công kích, các ngươi căn bản không có khả năng còn sống. Thật sự đáng tiếc, ta sở dĩ vụng trộm đến đây, mục đích muốn đánh một trận công bằng với hắn, nhưng ta không nghĩ tới. Sư đệ sư muội của ta và đỉnh Hán đế quốc lại có động tác nhanh như thế. Thược Dược, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Kiếm Giao bên cạnh Đinh Thược Dược trầm giọng hỏi. Vân Hạm càng ngày càng gần, Đinh Thược Dược nắm chặt hai đấm, sắc mặt trầm trọng. Đột nhiên, dường như nàng nhớ tới cái gì đó, nàng vui vẻ nói. Nghe đồn Vân Hạm này có nhược điểm, nó rất sợ lôi điện, không biết có thật hay không. Đám người Hiểu Vũ Tịch nao nao. Sau đó sắc mặt bọn họ tươi cười và nhìn sang Lôi Lâm. Lúc này Lôi Lâm mặc trang phục làm người ta sợ hãi, bởi vì trên cổ của nàng có một tia thiểm điện quấn quýt, đó là Thanh Vân Tử Điện, trên đỉnh đầu của nàng có vòi rồng nhỏ, đó là Cửu U Hàn Phong. Về phần U Minh Quỷ Hỏa hóa thành ngọn lửa bao quanh chân nàng. Còn có Thanh Mộc Chi Linh bị Lôi Lâm nâng trong tay, bị Lôi Lâm bưng lấy, Thanh Mộc Chi Linh đang lạnh run, bởi vì Lôi Lâm đang nắm chặt lấy nó. Khóe miệng còn đang chảy nước miếng. Nếu như không phải Tử Điêu bên cạnh Lôi Lâm, Thanh Mộc Chi Linh đã sớm bị Lôi Lâm ăn rồi. Thanh niên nam tử nhìn Lôi Lâm, nụ cười trên mặt hắn biến mất và biến thành khiếp sợ, nói. Linh Hoàng, làm sao có thể, làm sao huyền giả đại lục còn có Linh Hoàng tồn tại? Linh Hoàng, Đinh Thược Dược khẽ nhíu mày, khi Vân Hạm đến trên không loạn ma hải, Đinh Thược Dược đã không suy nghĩ việc khác. Nàng đi tới trước mặt Tử Điêu, sau đó nói. Bảo nàng giúp chúng ta gọi lôi điện đánh Vân Hạm trên cao được không? Sở dĩ không nói với Lôi Lâm, là vì Lôi Lâm cơ bản chỉ nghe Dương Diệp và Tử Điêu. Tử Điêu gật đầu, sau đó tiểu chảo vỗ vỗ đầu Lôi Lâm, sau đó chỉ vào Vân Hạm trên cao. Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn theo móng vuốt nhỏ của Tử Điêu. Tử Điêu cũng nháy mắt mấy cái, cuối cùng nàng nhớ tới cái gì đó. Sau đó tiểu chảo vung lên, một linh quả xuất hiện trong tay Lôi Lâm. Sau khi cầm lấy linh quả, chuyện thứ nhất làm Lôi Lâm không phải triệu hoán lôi điện, mà là cắn linh quả, cắn, dường như nàng ăn nghiện rồi nên không triệu hoán lôi điện. Tất cả mọi người. 3. Tử Điêu vỗ vào đầu Lôi Lâm, sau đó lại chỉa Vân Hạm trên cao. Lôi Lâm bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó bàn tay nhỏ bé điểm lên bầu trời, trong chốc lát, phong vân biến sắc. Cả bầu trời bị mây đen che kín và lôi điện nổ vang. Bầu trời, trên Vân Hạm dẫn đầu, Trận Vân cùng Trận Linh vội vàng lao tới, bọn họ nhìn lôi điện gần trong gang tấc, Trận Vân cả kinh nói.
Làm sao có thể, tại sao lại có lôi điện? Tiểu cô nương kia. Đột nhiên Trận Linh chỉ vào Lôi Lâm phía dưới, kinh hãi nói. Đây là Linh Hoàng, hơn nữa còn là Linh Hoàng lôi hệ, đáng chết, tại sao huyền giả đại lục lại có Linh Hoàng chứ? Linh Hoàng lôi hệ. Trận Vân ngơ ngác, sau đó đột nhiên quát. Sư huynh, kính xin ngăn cản nàng, bằng không vận hạm của chúng ta sẽ bị chôn vùi tại đây. Thanh niên trên vân hạm cười nói. Dương Diệp không đi ra, cũng đã không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần ta chế trụ hắn, nam vực các ngươi sẽ bị vân hạm công kích, các ngươi căn bản không có khả năng còn sống. Thật sự đáng tiếc, ta sở dĩ vụng trộm đến đây, mục đích muốn đánh một trận công bằng với hắn, nhưng ta không nghĩ tới, sư đệ sư muội của ta và đỉnh Hán đế quốc lại có động tác nhanh như thế. Thược Dược, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Kiếm Giao bên cạnh Đinh Thược Dược trầm giọng hỏi. Vân hạm càng ngày càng gần, Đinh Thược Dược nắm chặt hai đấm, sắc mặt trầm trọng. Đột nhiên, dường như nàng nhớ tới cái gì đó, nàng vui vẻ nói. Nghe đồn vân hạm này có nhược điểm, nó rất sợ lôi điện, không biết có thật hay không. Đám người Hiểu Vũ Tịch nao nao, sau đó sắc mặt bọn họ tươi cười và nhìn sang Lôi Lâm. Lúc này Lôi Lâm mặc trang phục làm người ta sợ hãi, bởi vì trên cổ của nàng có một tia thiểm điện quấn quýt, đó là Thanh Vân Tử Điện, trên đỉnh đầu của nàng có vòi rồng nhỏ, đó là Cửu U Hàn Phong. Về phần U Minh Quỷ Hỏa hóa thành ngọn lửa bao quanh chân nàng. Còn có Thanh Mộc Chi Linh, Thanh Mộc Chi Linh bị Lôi Lâm nâng trong tay, bị Lôi Lâm bưng lấy, Thanh Mộc Chi Linh đang lạnh run, bởi vì Lôi Lâm đang nắm chặt lấy nó, khóe miệng còn đang chảy nước miếng. Nếu như không phải Tử Điêu bên cạnh Lôi Lâm, Thanh Mộc Chi Linh đã sớm bị Lôi Lâm ăn rồi. Thanh niên nam tử nhìn Lôi Lâm, nụ cười trên mặt hắn biến mất và biến thành khiếp sợ, nói. Linh Hoàng. Làm sao có thể, làm sao huyền giả đại lục còn có Linh Hoàng tồn tại? Linh Hoàng. Đinh Thược Dược khẽ nhíu mày, khi vân hạm đến trên không loạn ma hải, Đinh Thược Dược đã không suy nghĩ việc khác, nàng đi tới trước mặt Tử Điêu, sau đó nói. Bảo nàng giúp chúng ta gọi lôi điện đánh vân hạm trên cao được không? Sở dĩ không nói với Lôi Lâm, là vì Lôi Lâm cơ bản chỉ nghe Dương Diệp và Tử Điêu. Tử Điêu gật đầu, sau đó tiểu chảo vỗ vỗ đầu Lôi Lâm. Sau đó chỉ vào vân hạm trên cao. Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn theo móng vuốt nhỏ của Tử Điêu. Tử Điêu cũng nháy mắt mấy cái, cuối cùng nàng nhớ tới cái gì đó, sau đó tiểu chảo vung lên, một linh quả xuất hiện trong tay Lôi Lâm. Sau khi cầm lấy linh quả, chuyện thứ nhất làm Lôi Lâm không phải triệu hoán lôi điện, mà là cắn linh quả, cắn, dường như nàng ăn nghiện rồi nên không triệu hoán lôi điện. Tất cả mọi người. 3. Tử Điêu vỗ vào đầu Lôi Lâm, sau đó lại chĩa vân hạm trên cao. Lôi Lâm bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó bàn tay nhỏ bé điểm lên bầu trời, trong chốc lát, phong vân biến sắc, cả bầu trời bị mây đen che kín và lôi điện nổ vang. Bầu trời, trên vân hạm dẫn đầu, Trận Vân cùng Trận Linh vội vàng lao tới, bọn họ nhìn lôi điện gần trong gang tấc, Trận Vân cả kinh nói. Làm sao có thể, tại sao lại có lôi điện? Tiểu cô nương kia. Đột nhiên Trận Linh chỉ vào Lôi Lâm phía dưới, kinh hãi nói. Đây là Linh Hoàng, hơn nữa còn là Linh Hoàng lôi hệ, đáng chết, tại sao huyền giả đại lục lại có Linh Hoàng chứ? Linh Hoàng lôi hệ. Trận Vân ngơ ngác, sau đó đột nhiên quát. Sư huynh, kính xin ngăn cản nàng, bằng không vận hạm của chúng ta sẽ bị chôn vùi tại đây. Bảo hộ Lôi Lâm. Gần như cùng lúc, giọng nói của Đinh Thược Dược vang lên. Trong nháy mắt. Chúng cường giả nam vực đã bảo hộ lấy Lôi Lâm. Kỳ thật, ta không muốn giết ngươi, nhưng không có biện pháp, ngươi không chết, thánh địa chúng ta hôm nay sẽ tổn thất thảm trọng. Thanh niên nam tử nói xong, hắn đi lên phía trước một bước. Chỉ xích thiên nhai. Khi nam tử dứt lời, hắn bước ra một bước, không gian chung quanh hắn sụp đổ. Coi chừng. Ninh Thược Dược hoảng hốt, nàng quay đầu nhìn Lôi Lâm, tất cả mọi người cũng bảo hộ quanh Lôi Lâm. Chỉ thấy trước mặt Lôi Lâm lúc này chẳng biết lúc nào nhiều ra một người, người này chính là thanh niên kia. Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, dường như nàng chưa khôi phục tinh thần. Sắc mặt đám người Đinh Thược Dược thay đổi, bọn họ cùng tiến lên cứu giúp Lôi Lâm. Nhưng vẫn chậm, chỉ thấy trước ngực Lôi Lâm xuất hiện một thanh kiếm. Trong nháy mắt, lôi điện và mây đen trên trời biến mất. Gần như cùng lúc, giọng nói của Đinh Thược Dược vang lên. Trong nháy mắt. Chúng cường giả nam vực đã bảo hộ lấy Lôi Lâm. Kỳ thật, ta không muốn giết ngươi,
nhưng không có biện pháp, ngươi không chết, thánh địa chúng ta hôm nay sẽ tổn thất thảm trọng. Thanh niên nam tử nói xong, hắn đi lên phía trước một bước. Chỉ xích thiên nhai. Khi nam tử dứt lời, hắn bước ra một bước, không gian chung quanh hắn sụp đổ. Coi chừng. Ninh Thược Dược hoảng hốt, nàng quay đầu nhìn Lôi Lâm, tất cả mọi người cũng bảo hộ quanh Lôi Lâm, chỉ thấy trước mặt Lôi Lâm lúc này chẳng biết lúc nào nhiều ra một người, người này chính là thanh niên kia. Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, dường như nàng chưa khôi phục tinh thần. Sắc mặt đám người Ninh Thược Dược thay đổi, bọn họ cùng tiến lên cứu giúp Lôi Lâm. Nhưng vẫn chậm, chỉ thấy trước ngực Lôi Lâm xuất hiện một thanh kiếm. Trong nháy mắt, lôi điện và mây đen trên trời biến mất. Oanh! Vô số đạo lôi điện tự Lôi Lâm trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, nhưng mà lúc này, thanh niên kia nhưng lại đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, tại trên tay hắn chuôi này kiếm, lúc này đã cháy đen. Lôi Lâm không có nhắm mắt lại hoặc bạo thể mà chết như mọi người nghĩ, sắc mặt của nàng chỉ tái nhợt mà thôi, nhìn nàng có vẻ cực kỳ suy yếu. Long cong! Đúng lúc này, đột nhiên phương hướng cổ vực thành phát ra tiếng kiếm kêu vang, mọi người hơi sững sờ, sau đó đều mừng như điên, mọi người nhìn thấy một đạo kiếm quang hiện ra, sau đó Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tôn giả cảnh nhất phẩm. Thanh niên nam tử sững sờ, sau đó cười nói. Xem ra, người cưỡng ép tăng thực lực lên cũng trả cái giá lớn. Dương Diệp không để ý tới thanh niên nam tử, hắn đi tới trước mặt Lôi Lâm, nhìn thấy Dương Diệp, cái miệng nhỏ nhắn của Lôi Lâm chu ra. Lôi quang trong mắt xuất hiện, nàng chỉ vào vết kiếm trước ngực, nói. Đau. Dương Diệp nhẹ nhàng sờ sờ vào vết kiếm, sau đó ôn nhu nói. Ta báo thù cho ngươi, được không? Lôi Lâm điểm gật đầu, sau đó nói. Ta muốn ăn lôi. Nói xong, nàng bắt lấy thanh vân tử điện. Khóe miệng của Dương Diệp hơi co lại, nói. Ngươi ăn nó sẽ chết đúng không? Lôi Lâm gật đầu, nói. Bị ăn sẽ chết, nhưng ta sẽ ăn hết, sẽ không cho nó cảm thấy đau đớn. Dương Diệp dở khóc dở cười, nói. Không ăn nó được không? Thanh Vân Tử Điện đi theo hắn một thời gian ngắn, hắn thật sự không muốn nó cứ như vậy biến mất khỏi thế gian này. Thế nhưng mà ta bị thương, cần ăn chúng mới có thể khỏi, nếu không ta ăn đầu hỏa này nhé. Lôi Lâm ủy khuất nói. Nghe thấy Lôi Lâm nói, Thanh Vân Tử Điện vốn run rẩy không còn run rẩy. Nhưng U Minh quỷ hỏa lại bắt đầu run rẩy. Thế nhưng mà ngươi muốn ăn nó, về sau nó không thể chơi cùng ngươi. Dương Diệp ôn nhu nói. Lôi Lâm do dự, tuy nàng muốn ăn các thiên địa linh vật như Thanh Vân Tử Điện, nhưng lại hy vọng chúng có thể chơi cùng nàng, nếu như ăn Thanh Vân Tử Điện, chẳng phải nàng sẽ thiếu bạn chơi. Thế nhưng mà không ăn chúng, bụng của nàng sẽ đau. Lôi Lâm cảm thấy khó khăn. Lúc này, Dương Diệp đặt tay lên bụng của Lôi Lâm. Sau đó huyền khí màu tím trong cơ thể chậm rãi rót vào bụng Lôi Lâm. Lúc tử khí tiến vào bụng nàng, Lôi Lâm mở to mắt nhìn hắn. Sau nửa ngày, Dương Diệp đang muốn thu tay lại, cũng muốn hỏi Lôi Lâm cảm giác như thế nào, nhưng Lôi Lâm bắt lấy tay của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cầu khẩn, nói. Còn muốn? Dương Diệp mỉm cười, nói. Đợi ta báo thù giúp ngươi, ta sẽ cấp tử khí cho ngươi, được không? Lôi Lâm liếc mắt nhìn thanh niên thánh địa, nàng do dự, cuối cùng nàng vẫn muốn giải hận, sau đó lưu luyến rời buông tay Dương Diệp ra. Dương Diệp xoa xoa cái đầu nhỏ của Lôi Lâm, sau đó lại xoa xoa cái đầu nhỏ của Tử Điêu bên cạnh, lúc này ánh mắt hắn mới nhìn sang thanh niên thánh địa, nói. Thánh địa vẫn muốn ta chết, ngươi yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ làm cho thánh địa hối hận. Thanh niên lắc đầu, nói. Không thể không nói, ngươi rất có tiềm lực. Nhưng ta muốn nói, dù cho ngươi trở thành kiếm tông tổ sư năm đó, thánh địa cũng có thể diệt sát người, cho dù cũng cần trả cái giá lớn, tin tưởng ta không phải đang hù dọa ngươi. Thánh địa có thể trấn áp huyền giả nghịch loại 10 vạn năm, không có chút thực lực và nội tình, chúng ta làm sao có thể làm được. Hiện tại ta chỉ là tôn giả cảnh, nhưng mà ta hiện tại còn sống. Dương Diệp nói. Thanh niên nhìn Dương Diệp nói. Có lẽ ngươi sau đó sẽ chết. Dương Diệp cười khẽ, sau đó nói. Hai người tới trước ngươi cũng đã nói như vậy, nhưng bọn họ hiện tại đều chết. Tin tưởng ta, ngươi cũng sẽ thành người kế tiếp. Cuồng vọng. Đúng lúc này, Trận Vân cùng Trận Linh xuất hiện bên cạnh thanh niên nam tử, Trận Linh lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói. Có ít người,
có chút thực lực đã cảm giác mình thiên hạ vô địch, thật tình không biết, hắn chỉ là kẻ yếu trong mắt người khác mà thôi. Vậy sao? Dương Diệp cười khẽ, sau đó nói. Đến chiến, ba kiếm diệt ngươi, dám hay không? Trận Linh tức giận nhưng nàng không dám. Nàng là trận pháp sư, còn là một vị trận pháp sư cực cao, nếu như chống lại người khác, cho dù là cường giả hoảng giả cảnh thì nàng vẫn có lực liều mạng, nhưng chống lại Dương Diệp, nàng không có một chút nắm chắc, bởi vì Dương Diệp có kiếm tâm thông minh. Có thể nói, người có kiếm tâm thông minh chính là của khắc tinh trận pháp sư bọn họ. Nhìn thấy Trận Linh không nói lời nào, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Ai là kẻ diễn kịch, ngươi bây giờ biết chưa? Ngươi muốn chết. Trận Linh cực kỳ giận dữ, nàng đang muốn ra tay nhưng đã bị ca ca của nàng cùng thanh niên kia cản lại. Thanh niên nam tử nhìn hai huynh muội Trận Vân, nói. Chờ lát nữa ta bại, lập tức mang theo vân hạm của thánh địa rời đi, không nên hy sinh vô ích, hiểu chưa? Diệp Tà sư huynh, tại sao ngươi có thể thua? Thuận Linh khó tin nói. Mặc Diệp Tà cười cười, nói. Chúng ta vẫn có một ít tình báo, người trước mặt chúng ta chính là Kiếm Hoàng, kiếm ý hắn của lúc này cũng không phải là bát trọng, kiếm ý của hắn không chỉ không giảm, ngược lại đã đạt tới thiên giai nhất trọng, Dương Diệp, ta nói đúng không? Thiên giai kiếm ý. Nghe nam tử nói thế, huynh muội Trận Vân triệt để ngây người. Thiên giai kiếm ý, cho dù thiên tài kiếm đạo như Tả Đăng Phong cũng cần mượn kiếm đảm mới có thể đạt tới, hơn nữa dùng kiếm đảm cưỡng ép tăng lên thiên giai kiếm ý cũng chỉ là ngụy thiên giai mà thôi. Nếu như Dương Diệp trước mắt này thật đạt tới thiên giai kiếm ý, như vậy hắn ít nhất cũng xếp trong top 5 của thánh vệ đội, bởi vì những người trong top 5 đều có ý cảnh thiên giai. Đám người Đinh Thược Dược cũng khiếp sợ nhìn về phía Dương Diệp, kiếm ý của Dương Diệp từ thập trọng ngã xuống bát trọng, đây là việc các nàng đều biết, mà hôm nay kiếm ý của Dương Diệp không chỉ khôi phục, hơn nữa còn mạnh hơn lúc trước. Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn nhìn nam tử, nói. Làm sao ngươi biết kiếm ý của ta đạt tới thiên giai? Bởi vì ta từng cảm thụ được ý cảnh thiên giai. Mặc Diệp Tà nói xong, hắn gỡ cái túi đen bên hông ra, sau khi mở túi. Hắn lấy phi đao ra ngoài, hắn kẹp phi đao trong ngón tay, nói. Ta vốn cảm thấy chúng ta sẽ đại chiến kinh thiên động địa phân thắng bại, nhưng hiện tại ta cảm thấy không được. Một đao, một đạo mạnh nhất của ta, nếu người tiếp được thì ta sẽ quay người rời đi. Có thể. Dương Diệp gật đầu, nói. Một chiêu phân thắng bại, ta tán thành, nhưng ngươi không có khả năng rời đi, ta đã đáp ứng Lôi Lâm, sẽ báo thù vì nàng. Ha ha. Vậy thì tới đi. Mặc Diệp Tà cười lớn, đao mang trong tay hắn tỏa sáng. Lúc Mặc Diệp Tà nắm phi đao trong tay, khí thế toàn thân của hắn đã biến hóa, lúc này Mặc Diệp Tà giống như cây trụ chống trời, làm cho người ta không dám bỏ qua sự tồn tại của hắn. Tụ thế. Vô số người có mặt đang hoảng hốt, bởi vì chỉ có cường giả hoàng giả cảnh mới. Có thể tụ xu thế thiên địa, nhưng nam tử trước mặt lại không phải cường giả hoàng giả cảnh. Không phải hoàng giả cảnh, đã có năng lực của hoàng giả cảnh. Sắc mặt của Đinh Thược Dược vô cùng ngưng trọng, những thiên tài thánh địa này đều có năng lực khiêu chiến vượt cấp, nếu như cùng giai, nàng vô cùng có lòng tin vào Dương Diệp, nhưng thanh niên kia hiện tại tương đương với hoàng giả cảnh, Dương Diệp muốn vượt cấp khiêu chiến cũng khó khăn, hơn nữa cảnh giới của Dương Diệp lúc này giảm xuống, Đinh Thược Dược cũng hơi dao động lòng tin vào Dương Diệp. Thực lực của sư huynh đã mạnh hơn trước. Nhìn thấy Mặc Diệp Tà phát ra khí thế, đôi mắt của Trận Linh tỏa ra hào quang khác thường. Trận Vân gật đầu, nói. Thực lực của hắn, giao chiến chính diện, trận tổ chúng ta không thể ngăn cản một chiêu, nhưng chỉ cần cho trận tổ thời gian bố trí, ngũ sư huynh cũng không phải đối thủ của trận tổ. Chỉ đáng tiếc, tổ trưởng không biết chạy đi đâu, bằng không hắn và sư huynh liên thủ, Dương Diệp phải chết. Tổ trưởng nàng không tới Huyền Giả Đại Lục hay sao? Bỗng nhiên Trận Linh nói. Trận Vân sững sờ, sau đó bật cười, nói. Làm sao có thể? Mặc Diệp Tà cầm chuôi đao trong tay, hắn nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp, một đao của ta chưa bao giờ thất bại, cho dù đối mặt với mấy biến thái top 5 của Thánh Địa cũng chưa bao giờ thất bại qua. Chỉ cần ngươi có thể trốn tránh được, ta cũng nhận thua. Trốn tránh? Dương Diệp lắc đầu, hắn biết rõ, hắn không thể tránh được một đao kia. Cho dù tốc độ bản thân hắn tăng lên gấp 10 lần cũng không thể. Không có lý do gì, chỉ có trực giác như thế. Nhưng cũng tốt, hắn cũng không nghĩ trốn tránh. Đi! Khi Mặc Diệp Tà quát lớn,
đao đã rời tay của hắn. Đao rất chậm, phi thường chậm, chậm đến mức tiểu nữ hài cũng có thể tránh né, nhưng một ít cường giả thực lực mạnh nhìn thấy lại hoảng sợ. Đó cũng không phải chậm, mà là nhanh, nhanh đến mức tận sẽ chậm. Nếu như nói đao của yêu dạ nhanh như vận tốc âm thanh, đao của Mạc Diệp Tà chính là tốc độ ánh sáng. Lúc Mạc Diệp Tà phát ra một đao kia, Dương Diệp bước sang bên cạnh một bước, hắn thi triển kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, đao của Mạc Diệp Tà vẫn không chậm như trước, ngược lại càng nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt, phi đao của hắn đã tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, đám người Đinh Thược Dược thở ra một hơi, bởi vì kiếm vực của Dương Diệp áp chế, đao của Mạc Diệp Tà nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Kiếm vực. Sắc mặt ba người Mạc Diệp Tà thay đổi, đặc biệt là Tuấn Linh cùng Thuận Vân, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp lại lĩnh ngộ kiếm vực. Kiếm vực tăng thêm thiên giai kiếm ý. Trong lòng hai huynh muội bọn họ rung động tới cực điểm. Kiếm vực, quả nhiên là kiếm vực, không nghĩ tới thiên tài kiếm đạo thánh địa chúng ta không vĩnh ngộ được, lại bị huyền giả đại lục lĩnh ngộ, đây là châm chọc với thánh địa chúng ta. Đáng tiếc nhìn dáng dấp của ngươi, ngươi cũng không hiểu cách vận dụng kiếm vực, bằng không ta sẽ lập tức quay người bỏ chạy. Chỉ xích thiên nhai. Đột nhiên trong tràng lại có giọng nói của Mạc Diệp Tà vang lên, sau đó Mạc Diệp Tà lại xuất hiện phía sau phi đao của hắn, sau đó hắn cầm chặt chuôi phi đao. Đi. Khi giọng nói của Mạc Diệp Tà vang lên, phi đao hóa thành đao mang bay ra khỏi tay của hắn, khi phi đao thoát ly tay hắn, tốc độ của phi đao chậm như lúc trước. Khóe miệng của Mạc Diệp Tà chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên, hắn cưỡng ép thi triển tốc độ và lực lượng trong kiếm vực nên phải thừa nhận tổn thương thật lớn. Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn không nghĩ tới Mạc Diệp Tà lại có thể phát động công kích lần nữa trong kiếm vực của hắn, chẳng lẽ mình thật sự còn chưa nắm giữ lực lượng chân chính của kiếm vực. Dương Diệp lúc này vẫn có một ít hoài nghi, không phải hoài nghi uy lực của kiếm vực, mà là hoài nghi phương thức vận dụng của chính hắn. Từ khi hắn lĩnh ngộ kiếm vực đến nay, hắn chỉ biết dùng kiếm vực trói buộc địch nhân giống như kiếm ý, nó chỉ mạnh hơn kiếm ý một chút. Theo như hắn suy nghĩ, tăng thêm lời của Mạc Diệp Tà, hắn lúc này càng thêm xác định, hắn không có nắm giữ phương thức vận dụng chính thức của kiếm vực. Việc này làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ và phiền muộn, bởi vì cả huyền giả đại lục, trừ kiếm tông tổ sư năm đó, không còn ai lĩnh ngộ lực lượng của vực. Bởi vậy, hắn căn bản không biết nên vận dụng kiếm vực như thế nào mới chính xác, phải nói không biết kiếm vực có năng lực gì. Lắc đầu, Dương Diệp thanh trừ tạp niệm trong đầu, hắn vươn tay về phía trước, khi hắn nắm chặt, thanh kiếm hiện ra trong tay của hắn, kiếm không phải mộc kiếm, cũng không phải kiếm xích, mà là kiếm ý ngưng tụ thành kiếm. Thực chất hóa, kiếm ý chính thức hóa thành thực chất. Chạm. Khi Dương Diệp quát một tiếng, kiếm ý trong tay Dương Diệp ngưng tụ thành kiếm đã chém xuống. Ý kiếm va chạm với phi đao của Mạc Diệp Tà, bởi vì đang ở bên trong kiếm vực, cho nên không có phát ra âm thanh. Cả hai va chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt ý kiếm trong tay Dương Diệp và phi đao của Mạc Diệp Tà đã bắt đầu rạn nứt, không đến 2 giây sau, tất cả đều tan vỡ thành nhiều mảnh. Nhưng sau một khắc, Dương Diệp vươn tay nắm chặt lần nữa, những kiếm ý vỡ vụn lại nhanh chóng ngưng tụ thành ý kiếm. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm người nam vực thở ra một hơi, ánh mắt còn lộ ra thần thái mừng như điên, bởi vì cảnh giới Dương Diệp đã giảm xuống tôn giả cảnh nhất phẩm nhưng thực lực của hắn lại mạnh hơn trước. Đồng tử của Mạc Diệp Tà co rụt lại, nói. Sát lục kiếm ý, hủy diệt kiếm ý, tiêu vong kiếm ý. Làm sao có thể, tại sao ngươi có được nhiều loại kiếm ý như thế, làm sao có thể? Nói đến đây, Mạc Diệp Tà nhìn sang Trận Vân, nói. Mang theo muội muội của ngươi rời đi, đi mau, trở về nói với 6 tên biến thái xếp hạng trước ta, nói Mạc Diệp Tà ta đã thất bại. Nếu như kiếm ý của Dương Diệp chỉ là thiên giai nhất trọng, hắn cũng không úy kỵ, nhưng kiếm ý của Dương Diệp căn bản không phải thiên giai nhất trọng bình thường, kiếm ý của hắn xen lẫn nhiều loại kiếm ý. Tăng thêm có kiếm vực tồn tại, uy lực của phi đao đã giảm mạnh, cho nên, lúc này, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng Dương Diệp. Trận Vân sững sờ, hắn ngơ ngác nhìn Mạc Diệp Tà, vị sư huynh trước mắt đã nhận thua. Trong ấn tượng của hắn, vị sư huynh này là tồn tại có thể khiêu chiến cường giả hoàng giả cảnh đấy. Chẳng lẽ thực lực của Dương Diệp đã mạnh hơn cường giả hoàng giả cảnh hay sao? Còn nhìn cái gì? Mạc Diệp Tà quát. Mau dẫn nàng đi. Trận Vân phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn nắm chặt tay Trận Linh và bay đi xa. Muốn đi. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Diệp vang lên lần nữa,
Sau đó hai đạo kiếm ý hóa thành bóng đen đuổi theo hai người Trận Vân, hai sợi kiếm ý bay đi thật nhanh, chỉ một giây đã đuổi kịp huynh muội Trận Vân. Đối với người thánh địa, hắn sẽ không nhân từ nương tay. Suy. Nhưng à đúng lúc này, hai tia sáng trắng lóe sáng, hai sợi kiếm ý của Dương Diệp bị đánh nát, sau đó hai sợi kiếm ý lại ngưng tụ lần nữa. Nhưng lúc này huynh muội Trận Vân đã biến mất phía chân trời. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn nhìn lên người Mặc Diệp Tà, nói. Ngươi không có lựa chọn trốn, xem ra người rất có tự tin, đã như vậy, người tiếp một kiếm của ta đi. Nói xong, tay trái Dương Diệp cầm cổ sao, sau đó tay phải cắm ý kiếm vào cổ sao. Sau một khắc, Dương Diệp rút ý kiếm ra khỏi vỏ. Ý kiếm vỡ vụn, một đạo kiếm quang xé nát không gian xuất hiện. Đồng tử của Mặc Diệp Tà co rụt lại, sau đó hắn đột nhiên quát. Chỉ xích thiên nhai. Khi vừa dứt lời, kiếm quang của Dương Diệp xuyên qua thân thể Mặc Diệp Tà, nhưng Dương Diệp cau mày, bởi vì kiếm quang của hắn không đánh trúng bản thể của Mặc Diệp Tà, cũng không phải không có chút tác dụng nào, bởi vì nơi Mặc Diệp Tà vừa đứng xuất hiện một cánh tay dẫm máu, trong tay còn cầm phi đao. Dương Diệp, người đánh bại ta, chúc mừng ngươi, bởi vì kế tiếp, thánh địa sẽ phái người tới lần nữa, chính là cường giả mà ngươi chưa từng gặp bao giờ, tin tưởng ta, mấy tên biến thái kia sẽ không làm ngươi thất vọng. Mặc Diệp Tà nói vọng lại, bản thân hắn đã xuất hiện cách đó ngàn dặm. Hắn thi triển bí pháp thánh địa nào đó. Ninh Thược Dược xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Phi đao của người này rất mạnh, còn mạnh hơn yêu giả rất nhiều, nếu không phải kiếm ý của ta tăng lên, chỉ sợ căn bản không phá được phi đao của hắn. Cho người đi điều tra hắn, nếu tra ra tung tích thì phải báo cho ta biết. Ta đã phân phó. Ninh Thược Dược nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Ninh Thược Dược, mỉm cười, không thể không nói, hắn giao việc Nam Vực cho Ninh Thược Dược xử lý là việc vô cùng chính xác, bởi vì hắn giảm rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, trọng yếu nhất hắn không muốn quan tâm những việc vặt này. Yêu dạ vẫn sống. Ninh Thược Dược nói. Ta để cho hắn sống. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Ninh Thược Dược vươn tay vuốt mái tóc của mình, nói. Ta cột hắn không mảnh vải che thân trên tường thành cổ vực thành, yên tâm, sẽ không để cho hắn sống khá giả, mỗi ngày ta đều phải người đi chiếu cố hắn. Dương Diệp sững sờ, lại hỏi. Vì cái gì? Không biết nữ nhân rất mang thù sao? Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp, nói. Nếu ngày đó ta rơi vào tay của hắn, chỉ sợ kết cục của ta không khá hơn hắn bao nhiêu. Khóe miệng của Dương Diệp co giật, hắn dò xét Ninh Thược Dược. Trong nội tâm âm thầm quyết định, về sau tốt nhất đừng đi đắc tội nữ nhân này. Nói không chừng, nàng sẽ ra chủ ý cho Tịch Nguyệt cùng Vũ Tịch đối phó mình. Đúng rồi, còn có chuyện cần người tự mình xử ý. Ninh Thược Dược nói. Cái gì? Mạc gia đã bị ta giam lại, người quyết định như thế nào? Im lặng một lúc, Dương Diệp nói. Giết tất cả. Ngay sau đó Dương Diệp lại nói. Thả Mạc Khinh Nguyệt và người có quan hệ với nàng. Bất kể như thế nào, nàng không có phụ chúng ta. Ninh Thược Dược liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hiểu. Sau đó nàng lại. Ngươi có ý định làm gì tiếp theo? Dương Diệp quay người nhìn về phía trước, chỗ đó là Trung Vực, cũng là hướng của đỉnh Hán Đế Quốc. Cổ Vực Thành. Trong một gian phòng, Dương Diệp ôm một hài nhi, tay không ngừng nhẹ vuốt ve mũi của hài nhi, trên mặt lộ ra thần sắc yêu thương. Ở bên cạnh hắn là Hiểu Vũ Tịch, Tần Tịch Nguyệt cùng Tô Thanh Thi, đương nhiên, cũng không thiếu Tử Điêu cùng Lôi. Lâm. Trong phòng đều là thân nhân của hắn. Tiểu Giao và Bảo Nhi đều có người bảo hộ chứ? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Tô Thanh Thi gật đầu, nói. Yêu Hoàng đã thi triển không gian thần thông thuật cho các nàng, chỉ cần các nàng gặp nguy hiểm, hắn sẽ lập tức ra tay, hơn nữa Thược Dược cũng phải rất nhiều tôn giả cảnh đi theo bên cạnh các nàng. Nhưng Tiểu Giao. Như thế nào? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sang Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi nói. Nàng cảm thấy nàng là gánh nặng của ngươi, chỉ làm liên lụy ngươi, cho nên tu luyện rất khắc khổ. Dương Diệp lắc đầu, nói. Sau này các ngươi giúp ta chiếu cố nha đầu kia, trong khoảng thời gian này, ta không phải tu luyện thì đối kháng với Thánh Địa và Đỉnh Hán Đế Quốc, ta không thể gặp các ngươi nhiều. Nói xong, Dương Diệp lại xấu hổ khi nhìn các nàng. Tô Thanh Thi lắc đầu, nói. Là chúng ta quá yêu cu, nếu như chúng ta có thực lực của An Nam Tĩnh,
như vậy không đến mức do một mình ngươi gánh chịu. Ta sẽ cố gắng. Bỗng nhiên Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói, ngữ khí kiên định. Tử Điêu cũng gật đầu, Lôi Lâm bên cạnh nhìn thấy nàng gật đầu, sau đó cũng gật đầu theo. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Hôm nay sở dĩ gọi các ngươi tới đây là vì ta muốn thương lượng với các ngươi một việc. Đây là việc nhà của ngươi, ta không liên quan. Đột nhiên Tần Tịch Nguyệt nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Đây cũng là chuyện của ngươi. Dương Diệp nói. Thân thể Tần Tịch Nguyệt khẽ run lên, nàng cũng không đi. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói. Tịch Nguyệt, ta biết rõ, trong khoảng thời gian này ta hơi lơ là ngươi, phải nói là đang trốn tránh ngươi. Như vậy ta sợ sẽ tổn thương Vũ Tịch cùng Thanh Thi. Vậy ngươi sẽ không sợ làm tổn thương ta. Tần Tịch Nguyệt quay người nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói. Có thể ở cùng các nàng hay ở cùng với ngươi đều là phúc phận của Dương Diệp ta. Nhưng phương diện cảm tình, ta có chút không quả quyết, thế cho nên biến thành cục diện hôm nay. Đương nhiên, loại cục diện này với ta mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với các ngươi lại là không công bằng. Ba nàng không nói lời nào, bởi vì Dương Diệp nói là sự thật. Không có một nữ nhân nào nguyện ý cộng hưởng chung một nam nhân, trừ phi nữ nhân kia vì tiền hoặc có mục đích khác. Dương Diệp ôm Dương Niệm Tuyết tới trước mặt Tử Điêu nháy mắt mấy cái, sau đó vung tiếu chảo lên, một tia sáng tím bao phủ Dương Niệm Tuyết, hai móng của Tử Điêu kéo ánh sáng tím, nhìn hài nhi trong ánh sáng tím, nàng không ngừng nháy mắt nhìn. Ánh mắt Lôi Lâm nhìn lên người Dương Niệm Tuyết, nàng cũng nháy mắt mấy cái, sau đó đưa bàn tay nhỏ bé tới gần Dương Niệm Tuyết, nhưng lại bị Tử Điêu ngăn lại, bởi vì tay của Lôi Lâm có điện. Lôi Lâm bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, lôi quang lóe sáng, sau đó lôi điện trên tay của nàng biến mất, sau khi lôi điện không còn, bàn tay của Lôi Lâm sờ sờ Dương Niệm Tuyết đang ngủ say trong ánh sáng tím. Dương Diệp không có để ý Tử Điêu và Lôi Lâm, dù sao hai tiểu gia hỏa sẽ không tôn thưởng Niệm Tuyết. Cầm tay Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch đi đến trước mặt Tần Tịch Nguyệt, Dương Diệp nói. Ta không muốn nói lời áy náy gì đó, bởi vì bất kể như thế nào, cả đời này. Ta sẽ không rời bỏ các ngươi, cũng không cho các ngươi rời khỏi ta. Thiếu nợ các ngươi, ta sẽ dùng cả đời đền bù. Chẳng phải ngươi sẽ được lợi sao? Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp. Tô Thanh Thi và Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, da mặt của phụ quân càng ngày càng dày, ba vợ bốn nàng hầu còn nói đàng hoàng như thế. Mang các ngươi đi đi. Dương Diệp nói xong, hắn đưa ba nàng vào trong Hồng Mông Tháp. Sau đó hắn nhìn Hồng Mông Tháp. Dương Diệp từng suy nghĩ, nếu hắn gặp phải cường địch không thể giải quyết cũng có thể trốn hát vào trong Hồng Mông Tháp. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện không thể thực hiện được, người khác có lẽ có thể, nhưng hắn không được. Bởi vì bản thể của hắn tiến vào Hồng Mông Tháp, vị trí bản thể HD hắn đứng ban đầu biến thành khu vực chân không. Nếu như lúc này có người phá hư không gian đó, hắn sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở dĩ tiểu nữ hài và Hồng Mông Tháp có thể đi tới thế giới này cũng bởi vì tiểu nữ hài tiến vào Hồng Mông Tháp chơi, sau đó không gian của bản thể bị phá hư, lúc này mới cùng Hồng Mông Tháp xuyên qua vô số tinh hà tiến vào huyền giả đại lục. Trong quá trình đó, tiểu nữ hài suýt nữa bị hủy diệt. Dương Diệp không dám chơi như vậy. Tần Tịch Nguyệt lần đầu đi vào trong Hồng Mông Tháp, nhìn thế giới trong Hồng Mông Tháp, nàng sững sờ, sau đó là khiếp sợ. Bởi vì nàng không nghĩ tới trong cơ thể Dương Diệp còn có một thế giới. Thế giới này linh khí đầy đủ và đậm đặc, các ngươi cũng nhìn thấy, ta muốn các ngươi sau này tu luyện ở đây, các ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Diệp nói, cho Tô Thanh Thi các nàng tiến vào thế giới này, một là vì cho Tô Thanh Thi các nàng nhanh chóng tăng thực lực lên, hai là bởi như vậy hắn mới có thể yên tâm. Hiện tại thánh địa nhằm vào hắn, mà không phải đám người Tô Thanh Thi. Nhưng có ai ngờ thánh địa có nhắm vào đám người Tô Thanh Thi hay không? Ở chỗ này, có thể bồi dưỡng một chi quân đội cường đại. Tần Tịch Nguyệt nói. Không thể. Tô Thanh Thi phản đối, nói. Việc này quá mức đáng sợ, nếu để cho người ngoài biết rõ, như vậy phu quân sẽ gặp tai họa. Hiểu Vũ Tịch cũng đồng ý gật đầu. Dương Diệp nói. Việc này ta đã từng nghĩ tới, như lời Thanh Thi nói, hiện tại thực lực chúng ta quá thấp. Nếu như bạo lộ ra, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trừ phi ngày sau ta đạt tới hoàng giả cảnh, hoặc có thực lực bán thánh giai, ta có thực lực tuyệt đối mới dám làm như vậy. Tần Tịch Nguyệt ngẫm lại,
nàng cũng gật đầu. Về sau chúng ta tu luyện ở đây, bởi như vậy, không những có thể gia tăng thực lực nhanh chóng, còn có thể đi theo bên cạnh ngươi. Hiểu Vũ Tịch nói. Tán thành. Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt cũng gật đầu. Chúng ta xây dựng phòng ở đây. Tần Tịch Nguyệt dò xét chung quanh, bỗng nhiên nói. Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch vội vàng gật đầu tán thành, rất nhanh, ba nàng cũng phân công làm phòng như thế nào. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó lại bàn bạc với Đinh Thược Dược suốt đêm, ngày hôm sau sẽ mang theo Tửu Điêu cùng Lôi Lâm lên đường tiến về Trung Vực. Người đầu hàng không giết. Sau khi Dương Diệp đi vào Trung Vực, hắn nói một câu đầu tiên. Vào thời khắc Dương Diệp bước vào Trung Vực, cả Trung Vực hưng phấn. Thực lực Dương Diệp hôm nay vô địch dưới hoàng giả cảnh không xuất thế, cả Trung Vực không có người là đối thủ của hắn. Mặc cho ai cũng biết mục tiêu Dương Diệp lần này tới Trung Vực, nói thực ra, rất nhiều thể gia và tông môn đồng tình với đỉnh Hán đế quốc. Dương Diệp lúc trước chỉ ở Nam Vực, cũng không có ân oán gì với đỉnh Hán đế quốc, khi La Tuấn trở lại muốn lôi kéo tông môn tại Nam Vực, bởi vậy một bách hoa cung nho nhỏ mà kết giao với Dương Diệp. Bởi vì kết thù, cho nên đỉnh Hán đế quốc mới trả giá thảm, hiện tại thì phải trả giá lớn hơn. Nếu nhân hoàng La Tuấn lúc trước khi kết hợp với Dương Diệp, trợ giúp Dương Diệp diệt bách hoa cung, như vậy kết cục đỉnh Hán đế quốc hôm nay nhất định sẽ khác, khi Dương Diệp cùng La Tuấn liên kết, lại thêm hai bán thánh nhân tộc bảo hộ, thế lực trong nhân loại có ai không phục. Hơn nữa có Dương Diệp trợ giúp, muốn chinh phục yêu vực cùng ma vực cũng dễ dàng, nhưng đáng tiếc, chuyện này không thể hồi phục. Bởi vì La Tuấn nghĩ sai thì hỏng hết, bán thánh của đỉnh Hán đế quốc vẫn lạc, trăm vạn quân thất hầu không còn, nhân tâm mất hết. Hôm nay đỉnh Hán đế quốc lâm vào trạng thái vô vọng. Người đầu hàng không giết. Sau khi Dương Diệp nói ra những lời này, vô số thế gia cùng tông môn hưởng ứng, thời điểm này, không có thế gia cùng tông môn nào xem trọng đỉnh Hán đế quốc, cho dù đỉnh Hán đế quốc còn có thánh địa viện trợ. Không thấy kết cục các yêu nghiệt của thánh địa hay sao? Còn nữa, Dương Diệp cũng không phải thế hệ nhân từ, hiện tại còn dám đối kháng với đối phương, ngày sau khả năng sẽ bị diệt cửu tộc. Bởi vậy, khi Dương Diệp đi vào Trung Vực, một ít thế gia cùng tông môn không chỉ bản thân đầu hàng, vì lấy lòng, bọn họ cũng mang các thành trì và thế lực phụ thuộc cùng đầu hàng. Dương Diệp không có hứng thú đi xử lý những việc này do Đinh Thược Dược xử lý. Một người một chồn một tiểu nữ hài, cứ như vậy ba người cùng đi tới đế đô của đỉnh Hán đế quốc. Ngay từ đầu còn có chút thuận lợi, nhưng rất nhanh, bọn họ bị đối phương cản lại ở Lân Tiên Thành. Một thanh niên áo bào vàng xuất hiện trên tường thành, bên cạnh thanh niên là nữ tử che mặt mặc khôi giáp màu vàng, Dương Diệp nhận ra nữ tử kia, chính là nữ tử tìm hắn hợp tác tại Thiên Vũ Thành. Chẳng lẽ Dương Huynh thật muốn một người một kiếm giết vào đế đô đỉnh Hán đế quốc ta? Thanh niên áo vàng từ trên cao nhìn xuống, hỏi. Lúc trước La Tuấn nói năng lỗ mãng với thê tử của ta, ta từng nói qua, những gì hắn nói ngày đó ta sẽ thực hiện với hắn. Hôm nay, ta đến thực hiện hứa hẹn của mình. Dương Diệp nói. Thanh niên áo vàng trầm giọng nói. Dương Huynh, La Tuấn đã không còn là hoàng đế đỉnh Hán đế quốc chúng ta, hơn nữa, hắn đã trả cái giá thê thảm, chẳng lẽ Dương Huynh không thể thu tay lại, thật sự muốn chém tận giết tuyệt. Chẳng lẽ ngày đó La Tuấn không phải muốn chém tận giết tuyệt sao? Dương Diệp nói. Nói nhảm đừng nói nữa, hôm nay ta đến Trung Vực chính là muốn triệt để tiêu diệt hoàng thất đỉnh Hán đế quốc. Ngươi thật sự cảm thấy một mình ngươi có thể tiêu diệt đỉnh Hán đế quốc hay sao? Đột nhiên nữ tử bên cạnh nam tử áo vàng lên tiếng. Ta cũng không biết, nên mới thử xem. Dương Diệp nắm chặt tay, kiếm xuất hiện trong tay. Nói một câu sau cùng, hàng hay không hàng. Nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm, trên tiểu trảo tử đời xuất hiện tử quang nhàn nhạt, sau đó, cô ấy nhớ lại Lôi Lâm đang gặm linh quả, như muốn nói, đừng ăn, sắp xếp động thủ. Lôi Lâm liếc mắt nhìn tử thần, sau đó lại ăn, sau khi ăn xong linh quả, nàng lấy vỗ vỗ tay lại vươn tay, một chiêu, một đạo lôi điện xuất hiện trên không trung Lân Tiên Thành. Nam tử áo vàng nheo mắt, lại nói. Dương Huynh, nếu chiến đấu tiếp sẽ không tốt cho Nam Vực và đỉnh Hán đế quốc ta, song phương sẽ lưỡng bại câu thương. Hôm nay huyền giả nghịch loại sắp xuất thế, huyền giả đại lục chúng ta nên bắt tay với nhau, bằng không thì, huyền giả nghịch loại xuất thế, tất cả mọi người. Sát! Dương Diệp quát lớn, sau đó một đạo kiếm quang chém vào cửa thành Lân Tiên Thành, oanh, một tiếng, cánh cửa to lớn rung động mạnh nhưng không bị nghiền nát,
Dương Diệp nhíu mày, chỉ thấy cánh cửa của Lân Tiên Thành xuất hiện màn sáng hơi mỏng bao phủ. Hộ thành đại trận. Đây là hộ thành đại trận còn sót lại từ thời viễn cổ, đủ để chống cự cường giả hoàng giả cảnh công kích. Sau đó giọng nói của nam tử áo vàng vang lên, chỉ thấy trên tường thành xuất hiện cung nỏ chằng chịt, không dưới 10 vạn, trọng yếu nhất những binh lính này đều là linh giả cảnh. Không chỉ có như thế, vách tường thành vỡ ra, từng họng pháo phủ đầy phù văn xuất hiện, không dưới 100 khẩu, tất cả đều nhắm vào Dương Diệp. Những cường nỏ này đều là huyền bảo địa giai, dùng mũi tên đều là địa giai, hơn nữa phía trên có phù văn sư vẽ phù văn tăng cường, đỉnh. Hán đế quốc ta từng thí nghiệm, 10 vạn linh giả cảnh vận dụng huyền khí ra chỉ bắn ra 10 vạn mũi tên, trong thí nghiệm đó, bởi vì đánh giá sai uy lực mũi tên, bởi vậy một gã cường giả hoàng giả cảnh của đỉnh Hán đế quốc ta vẫn lạc. Thanh niên áo vàng thản nhiên nói. Không chờ Dương Diệp nói chuyện, thanh niên áo vàng lại chỉ vào họng pháo cực lớn, nói. Còn đây là linh năng pháo, cũng là thời kỳ viễn cổ lưu lại, huyền giả đại lục hôm nay đã không có bất kỳ người nào có thể tại chế tạo ra loại pháo này. Nó phát ra chùm tia sáng có thể dễ dàng tiêu diệt cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm. Người đang uy hiếp ta. Dương Diệp cầm theo ý kiếm tiến tới tường thành. Tử Điêu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lôi Lâm, sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Ta chỉ là muốn nói chuyện với Dương Huynh. Nam tử áo vàng nói. Người của ngươi không đủ. Dương Diệp nói. Nam tử áo vàng gật gật đầu, nói. Ta cũng hiểu. Không bằng Dương Huynh nhìn bốn phía của ngươi xem. Dương Diệp dừng bước lại, không có khác thường, đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện 360 bộ xương trắng, sau đó chúng dùng một phương thức kỳ dị bao vây Dương Diệp. Những xương trắng kia cực kỳ tương tự thi tổ, chỉ có điều những xương trắng này cầm theo thanh đao. Dương công tử, lại gặp mặt. Đúng lúc này, đột nhiên Chư Cát xuất hiện trên tường thành. Là ngươi. Dương Diệp khẽ chau mày, hắn biết rõ người này. Thi tổ và những quái vật khổng lồ của đỉnh Hán đế quốc đều xuất ra từ tay của người này. Chư Cát mỉm cười, nói. Có thể làm cho kiếm hoàng vô địch đương thời nhớ rõ, Chư Cát cảm giác vinh hạnh. Chắc hẳn Dương công tử không biết những khô lâu này, để ta giới thiệu cho Dương công tử biết một chút. Những xương trắng này khi còn sống đều là cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, đương nhiên, lúc này thực lực bọn họ chỉ tương đương với tôn giả cảnh cửu phẩm. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Dương công tử đã nhìn ra vị trí đứng của bọn họ đứng tại trận nhãn thất tinh trận của Chư Cát gia ta. Nói xong, hai tay Chư Cát kết một tay ấn, trong chốc lát, sắc trời tối tăm, trên bầu trời xuất hiện 7 ngôi sao kia hô ứng với 360 xương trắng chung quanh Dương Diệp. Dương Diệp cau mày, bởi vì chuyện này có chút quỷ dị. Mượn tinh lực, Chư Cát quát lớn, 7 ngôi sao trên trời bắn tia sáng xuống đất. Tia sáng bao phủ mỗi bộ xương trắng. Khí tức của chúng tăng lên rất nhiều, sau đó khí tức của xương trắng rất đáng sợ, giống như khí tức của cường giả hoàng giả cảnh nhưng lại không phải cường giả tôn giả cảnh có lẽ có được. Chư Cát nói, bọn họ hiện tại không phải hoàng giả cảnh, nhưng khí tức đã vô hạn đến gần hoàng giả cảnh, đương nhiên, thực lực cũng tiếp cận cường giả hoàng giả cảnh. Ngươi làm ta ngạc nhiên. Dương Diệp nhìn Chư Cát, đúng thế. Trước mắt người không chỉ có lai lịch thần bí, còn xuất ra đồ vật mà hắn chưa từng nghe qua. Chư Cát mỉm cười, nói. Dương công tử chấn định như thế, nghĩ đến là vì Dương công tử lĩnh ngộ kiếm vực. Đúng thế, Dương công tử có được kiếm vực thật sự không cần sợ xương trắng của ta. Nhưng Dương công tử lại xem thường chúng cũng không phải chỉ có thực lực vô hạn tiếp cận hoàng giả cảnh mà thôi, chúng còn có thể điệp ra. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại. Lúc này, Chư Cát nói. Tụ tinh lực. Khi Chư Cát dứt lời, 360 bộ xương giơ đao lên, trong đao tỏa ra tia sáng rực rỡ, sau đó chúng kết nối với nhau trên không trung, sau khi ánh đao kết nối với nhau, một áp lực vô hình bao phủ toàn thân Dương Diệp. Tử Điêu nháy mắt mấy cái, ánh mắt lộ ra thần thái ngưng trọng. Lôi Lâm cũng không ăn nữa, nàng đi đến bên cạnh Dương Diệp, bàn tay nhỏ bé nắm chặt quần áo của Dương Diệp. Một cổ kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, sau khi kiếm ý xuất hiện, áp lực đè lên trên thân Dương Diệp giảm bớt rất nhiều. 360 bộ xương tiếp cận cường giả hoàng giả cảnh thực điệp ra với nhau, thực lực chúng cũng không phải là hoàng. Giả cảnh đơn thuần, tước kia thật lâu, cũng có người từng thử loại trận pháp này, Dương công tử muốn biết uy lực của trận pháp này không? Chư Cát không chờ Dương Diệp trả lời, hắn lại nói. Lúc trước. T
tên cường giả hoàng giả cảnh vẫn lạc vẫn là là cửu phẩm. Lúc này đây, không chỉ Dương Diệp khiếp sợ, còn có nam tử áo vàng bên cạnh Chư Cát, hắn biết rõ trận pháp của Chư Cát, nhưng hắn không biết trận pháp này có uy lực kinh như thế. Chém giết hoàng giả cảnh cửu phẩm. Nam tử áo vàng nhìn Chư Cát, trong nội tâm hắn sinh ra kiêng kỵ, Chư Cát vốn là người của La Tuấn, tuy sau khi La Tuấn bại thì đối phương đầu nhập vào hắn, nói có thể trợ giúp hắn. Hắn đương nhiên vui vẻ tiếp nhận, dù sao hắn cũng nhìn rõ năng lực của Chư Cát. Hiện tại nghĩ lại, thân phận của người này quá thần bí. Bởi vì hắn có thể chưa từng nghe qua Chư Cát gia có loại trận pháp lợi hại như thế. Nếu như Dương Công Tử không thi triển bí pháp tăng lên hoàng giả cảnh, Dương Công Tử sẽ không còn cơ hội. Chư Cát nói, ngươi là người thánh địa. Dương Diệp nói, Dương Diệp không tin đương kim huyền giả đại lục còn có loại trận pháp nghịch thiên như thế, huyền giả đại lục không có, vậy cũng chỉ có một giải thích. Đối phương đến từ thánh địa. Chư Cát nao nao, sau đó cười. Nụ cười này làm mọi người khiếp sợ, bởi vì giọng này là nữ. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hai tay Chư Cát đặt lên mặt của mình, một gương mặt tuyệt thế xuất hiện trước mặt mọi người. Thánh địa thánh bảng bài danh thứ 7, tổ trưởng trận pháp Tổ Vân Khinh Giao bái kiến kiếm hoàng. Nữ tử cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.